mươi 3860, cầu gãy hai Nhị hoa giang tay ra, quả thực như thế, giống như bên trong cất giấu một cái thế giới khác vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, nhị hoa nói không sai, trong tế bào của hắn quả thực cất giấu một cái thế giới, đây chính là thế giới mà hắn tự mình dựng dục ra, hiện tại cũng thu nhận vô số sinh linh. Đây chính là chỗ yêu nghiệt của hắn sao, trên thực tế, hắn có thể bước vào thất biến, chính là bởi vì vị diện trong tế bào cùng tác dụng vào, tạo thành biến hóa đặc thù nào đó hiện tại cũng là tế bào trong cơ thể khiến cho hắn có thể sớm hấp thu tử khí có được năng lực giống như tiên thiên thần thể có thể làm cha chúng ta nhất định không phải người bình thường tam Hoa kiêu ngạo tổng kết nói ừm sáu ạm em hồ lô đồng thời gật đầu thất oa đột nhiên lại tỉnh lại lang hàn cười một tiếng trong tay mang theo heo mập đi tới bên bờ vực cầu gỗ đang ở trước mắt của hắn mặc dù đã đi qua một lần hơn nữa ở phía đối diện còn có rất nhiều người đang đi tới Thế nhưng Lăng Hàn vẫn có một loại cảm giác không yên lòng. Nhưng đường rời đi cũng chỉ có một con đường như vậy, cũng chỉ có thể tiến lên mà thôi. Lăng Hàn đi đến cầu gỗ, sau đó bước nhanh đi. Lần này chẳng những cầu gỗ có nguy hiểm, dường như ở dưới đáy cũng có tồn tại đáng sợ nào đó, khiến cho hắn hoàn toàn không muốn chờ lâu ở bên trên hiểm địa như thế này. Hiện tại người trở về chỉ có một mình hắn, hơn nữa còn mang theo 6 đứa trẻ cực kỳ đáng yêu, càng mang theo một con lợn đội hình rêu rao khắp nơi như thế đương nhiên khiến cho người trên đường đi đều kinh ngạc không thôi cũng may tâm tư của mọi người đều đặt ở phía đối diện cũng không có người nào xuất thủ với lăng hàn cũng bớt đi một chút phiền toái có lẽ người khác cũng sợ khai chiến ở chỗ này quá mức nguy hiểm dù sao cũng là cầu gỗ a có khả năng hơi đụng một cái sẽ gãy mất như vậy tất cả mọi người sẽ phải ngã xuống thịt nát xương tan rất nhanh lăng hàn đã đi qua một nửa khoảng cách phanh một cỗ khí lưu từ dưới đáy bay lên đụng phải trên cầu gỗ lập tức lập tức toàn bộ cầu gỗ giống như rắn lắc lư không ngừng tình huống như thế nào người ở trên cầu đều kinh hãi không tự chủ được đưa tay bắt lấy nhau bành 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 khí lưu liên tiếp tuôn ra liên tiếp đụng vào cầu gỗ khiến cho cầu gỗ đong đưa rất là kịch liệt lúc nào cũng có thể sụp đổ mà nhìn nhìn lại bốn phía có mây mù lượn lờ giống như gặp một loại quái vật thôn thiên nào đó đang bị hút trở về từ hư không nào đó nhị oa vừa nhìn thăm dò miệng không khỏi kêu lên. Cha, tranh thủ thời gian chạy đi, có một đầu lão yêu quái sắp xông ra rồi. Hít, thứ có thể được nhị hoa xưng là lão yêu quái cũng không nhiều. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp thu bảy đứa trẻ và sắc chư vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô, sau đó phát động thân pháp, chạy như điên về một bên khác của cầu. Chỉ là hiện tại trên cầu đã loạn, có người rơi xuống, có người tiếp tục tiến về phía trước, có người thì cong người trở lại, đã khiến cho rất nhiều đoạn trên cầu trở nên hỗn loạn. Lăng Hàn làm sao có thời giờ để chậm chế cơ chứ, hắn lập tức tung người lên, đi qua từ trên đỉnh đầu của người khác. Ngoá, hỗn đản, ngươi đừng chạy, để xem ta có đánh chết ngươi hay không. Người bị dẫm lên đều nổi giận, người vốn định trở về thì ra tốc chạy đi, mà người chạy về phía trước thì điều chỉnh phương hướng, truy kích về phía Lăng Hàn. Người tập võ, tính tình cũng rất táo bạo, sao có thể khoan dung cho việc bị người ta dẫm lên trên đầu cơ chứ. Lăng Hàn một mình một ngựa, đằng sau lại có càng ngày càng nhiều người gia nhập hàng ngũ truy kích. Chỉ là, tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, phong vân phiêu đã được sử dụng ra, đạt đến tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, nhấc lên sóng âm cực kỳ cuồng bạo. Cũng còn tốt, thân hình của hắn bay lên rất cao, nếu không chạy như điên ở trên cầu, đoán chừng sẽ có một nửa người nơi này bị hắn đánh bay xuống cầu. Phía trước, cuối cùng đã ở ngay trước mắt, nhưng vào lúc này, trong thâm huyên vạn trượng ở dưới gầm cầu lại truyền ra tiếng nổ rất to, lại có tiếng quỷ khóc chấn động. Tất cả mọi người kinh hãi, trong tiếng quỷ khóc này mang theo uy áp đáng sợ, tuyệt đối là xuất phát từ trong miệng một gia hỏa vô cùng kinh khủng. Oanh, một bóng người từ dưới vực sâu bắn lên, kéo theo mây mù điên cuồng chấn động, mà tốc độ thì đã vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh, cơ hồ không có cách nào dùng mắt thường nắm giữ được mà xông tới. Thân ảnh này rất là bá đạo, đụng tới cầu gỗ, phanh một tiếng, nơi bị lập tức vỡ vụn, sau đó bắt đầu từ nơi va chạm này, cầu gỗ bắt đầu sụp đổ về phía hai bên. Lập tức, người người cũng bắt đầu chạy như điên để giữ mạng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có tâm tư đi xem thân ảnh đang phóng lên tận trời rốt cuộc là ai. Chạy trốn mới là chuyện quan trọng nhất, cầu gỗ đã sập, đám người thì đang chạy trối chết, phân về hai đầu. Chỉ là tốc độ chạy của rất nhiều người không sánh bằng tốc độ cầu gỗ sụp đổ, miệng phát ra tiếng kêu thảm, đi theo mảnh vỡ của cầu gỗ rơi xuống thâm nguyên vạn trường. Cạc cạc cạc, trên bầu trời, thân ảnh đụng gãy cầu gỗ phát ra tiếng cười quái dị dường như đang thưởng thức một màn này vậy dưới chân lăng hàn tăng lực lượng hiện tại tất cả mọi người đều đang chạy trở về thế nhưng người nào cũng không có tốc độ nhanh bằng hắn hắn vẫn dẫn đầu một chút sau mấy lần nhảy vọt cuối cùng hắn cũng đã thông qua được cầu gỗ lần này cuối cùng tim của hắn mới cảm thấy dễ dàng hơn một chút hắn nhìn về phía không trung chỉ thấy một bóng người đang lơ lửng ở trên đó phía sau dài ra hai cái cánh đang vỗ vỗ người này toàn thân đều được lông vũ bao trùm hai chân thì là một đôi móng vuốt sắc bén, khuôn mặt cũng rất giống như chim, miệng nổi lên thật cao, ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ. Điều nhân, lại là một điều nhân, chỉ là, tên điều nhân này còn đáng sợ hơn nhiều, dù là cách xa như vậy thế nhưng Lăng Hàn vẫn cảm giác được một loại cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Đây là nghiền ép bên trên cấp độ sinh mệnh, không biết từ lúc nào nhị hoa đã bỏ ra, nàng nhìn thoáng qua rồi nói. Gia hỏa này đã đạp vào tiên đồ, thế nhưng cũng chỉ là đứng lên trên bậc thang thứ nhất mà thôi lên tiên đồ, trong lòng lăng hàn run lên, nói, đó là cảnh giới gì? chương 3861, hung nhân xuất thế. Nhị hoa lắc đầu, cái này, trí nhớ của con cũng rất mơ hồ, nghĩ không ra được a à. Dù sao tên điểu nhân này cũng vô cùng kinh khủng, trước mắt người đạp vào tiên đồ cũng chỉ có hai người yêu Hoàng và Trần Phong Viêm. Hai vị này không có mặt, như vậy ai cũng không trấn áp được tên điểu nhân này. Chi, có lẽ người chim này một mực nằm hồi phục ở bên trong cung điện dưới lòng đất theo địa cung xuất thế, hắn mới xuất thế theo A. Hay là hắn bị vây ở chỗ này, bởi vì một loại áp chế hoặc là trận pháp nào đó bị ma diệt cho nên hắn mới thoát khốn A. Lăng Hàn nghĩ đến thử yêu trong động quật nào đó, cũng không biết tên kia bị nhốt ở trong đó bao nhiêu năm, rốt cuộc mới trốn thoát đi được ra ngoài. Thử yêu tuyệt đối đã bước lên tiên đồ, thế nhưng lại bị Trần Phong Viêm dùng một kích đánh chết. Từ điểm đó mà nói, hẳn tên điều nhân này cũng không phải là đối thủ của Trần Phong Viêm A. Chỉ là Trần Phong Viêm sao lại có khả năng trùng hợp như vậy, đột nhiên chạy đến nơi này cơ chứ? Đành phải rút lui vậy, lang Hàn thì thào nói, nắm nhị oa sau đó lập tức chạy. Cà cà cà, bản tỏa bị vây lâu như vậy, vừa vặn bắt các ngươi để nhét kẽ răng một chút. Trên bầu trời, hai cánh điểu nhân không ngừng đập, ánh mắt đảo qua, hắn quả quyết không có đi về bên kia vách núi. Nơi đó không ra được, cho nên cũng không cần phải gấp gáp. Hắn bay nhào đến, cầu gỗ còn chưa có gãy hết, người trên cầu vừa mới rơi xuống thì lại bị hắn mở miệng khẽ hút một cái, lập tức rơi vào trong miệng. Rõ ràng hắn chỉ cao lớn gấp 2-3 lần so với người bình thường, thế nhưng người bị hắn hút tới bên miệng sẽ tự động bị thu nhỏ lại, chỉ cần một ngụm là đã có thể nuốt vào. Bởi vậy, hắn một đường bay đi cũng một đường thôn phệ. Khi hắn bay đến một bên cầu khác thì chỉ ít đã có mấy chục người bị hắn nuốt sống. Đám người này bị dọa đến mức khiếp đảm, không ngờ điều nhân này lại ăn sống nhân loại, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, công kích gì đánh tới cũng giống như gãi ngứa vậy hắn ta căn bản không quan tâm trực tiếp ngụm nuốt một người không ai còn có dũng khí chiến đấu nữa không có một người nào mà không nhao nhao chạy trốn điều nhân no nê ở một cái sau đó liếm môi nói đừng sợ bản tỏa đã ăn no rồi tạm thời không ăn các người cà cả cạc trước cứ nuôi nhốt chờ đói bụng lại ăn hắn nhào lên bắt đầu bắt người lập tức người ngã ngựa đổ một mảnh tiếng kêu loạn vang vọng tất cả mọi người đang chạy lúc này không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần nhanh hơn so với phần lớn người thì đằng sau cũng có đủ người bị điều nhân bắt a. À. điều nhân vừa mới nghĩ vậy thì siêu một cái đã chui vào trời cao, sau khi hạ xuống cũng đã xuất hiện ở lối vào địa cung. cứ như vậy đóng cửa đánh chó, ai cũng đừng hòng chạy. Lăng hàn thấy điều nhân bay lên trên không thì hắn đã biết rõ ra hỏa này có suy nghĩ tụ tập một đám người lại. hắn vội vàng thoát khỏi đám người, lẻn đến trong bụi cây rồi trực tiếp tiến vào dưỡng nguyên hồ lô. đây chính là một cái hồ lô đặt ở trong bụi cây vô cùng ẩn nấp kín đáo a à. hắn quyết định cứ chậm rãi chờ đợi mà tên điểu nhân kia cũng không có khả năng vĩnh viễn trông chừng hắn cha con ra ngoài thám thính tình huống lục hoa không nhìn thấy gì lên tiếng nói lăng hàn gật đầu lục hoa vẫn là người đáng tin cậy nhất cẩn thận một chút không nên cách người chim kia quá gần ừm lục hoa gật đầu mặc dù nàng trời sinh thần dị thế nhưng dù sao vẫn còn nhỏ chiến lực cũng chỉ có thể địch nổi minh văn cảnh đối với cường giả cấp bậc lên tiên đồ, nhất định nàng không địch lại nổi. Lăng Hàn ở trong hồ lô chờ đợi, cũng may bên trong không thiếu đồ ăn thức uống, chỉ là mỗi một người trong đám anh em hồ lô đều là người biết ăn, mà đầu sắc chưa kia cũng rất biết ăn, cho nên cũng chỉ có thể chống đỡ được thời gian mấy ngày mà thôi. Qua gần nửa ngày sau, Lục Hoa trở về, nói qua tình huống trước mắt. Có điều nhân kia thủ vệ, bất kể là người từ bên trong chạy đi, hay là ở bên ngoài chạy vào, tất cả đều bị hắn cầm tù. Dưới uy bức lợi dụ đã thành thủ hạ của điều nhân, trái lại lại còn giúp hắn tiến hành lùng bắt những nhân loại khác. Lại một ngày sau, điều nhân tuyên bố, hắn chính thức trở thành chủ nhân của tòa địa cung này, tự xưng là Ngạo Thiên Đại Vương. Đây là Ngạo Thiên Cung, tất cả người ở bên trong cung điện dưới lòng đất đều phải ở dưới Ngạo Thiên Cung, người không chịu quy thuật, giết. Bên trong những người bị bắt có kẻ hèn nhát, thoáng cái đã hàng, cũng có người xương cứng, bị điều nhân kia nuốt sống. Hình ảnh tàn nhẫn như vậy khiến cho những người còn chưa quyết định còn lại bị hù dọa, cả đám nhao nhao đầu hàng. Thậm chí điều nhân kia còn buông lời, muốn tổ chức đại quân công phạt đế đô, trở thành bá chủ huyền Bắc Quốc, thay mặt cho Trần Phong Viêm. Theo Lục oa nói, ngay cả chính thất hoàng tử cũng quy hàng. Chuyện này rất dễ lý giải, thất hoàng tử chính là kiêu hùng, cũng không phải là liệt sĩ gì cả, đương nhiên hắn biết rõ đạo lý đại trượng phu có được giãn được. Chỉ là hoàng tử cũng vô sỉ đầu hàng như vậy, Chuyện này tự nhiên cũng mang đến ảnh hưởng cực kém. Tin tức này còn bị điều nhân cố ý tản ra ngoài, tạo thế cho Ngạo Thiên Cung. Lăng Hàn không biết sau khi tin tức này truyền về đế đô sẽ tạo thành xung kích lớn cỡ nào. Thế nhưng hắn tin tưởng, đoán chừng thất hoàng tử sẽ không có khả năng kế thừa đế vị được nữa. Trần Phong Viêm cả đời kiêu ngạo, sao lại để cho một tên hèn nhát ngồi lên hoàng vị cơ chứ? Hắn lại đợi mấy ngày, sau đó ra khỏi hồ lô, nghênh ngang đi tới bên ngoài cung điện. Hiện tại tất cả mọi người trong cung điện đã trở thành thủ hạ của điều nhân, vậy đương nhiên đều là người một nhà, huống hồ trải qua mấy ngày như vậy, ai có thể nhận biết toàn bộ người trong cung cơ chứ? Bởi vậy, Lăng Hàn một đường đi qua, không ngờ lại không có ai nổi lên lòng nghi ngờ đối với hắn. Mãi tới khi hắn đi tới lối đi ra khỏi địa cung. Mặc dù có rất nhiều người đầu hàng, thế nhưng có mấy người là thật tâm quy thuận chứ? Cho nên ở chỗ lối ra vào này cũng có chó săn trung thực của điều nhân tọa chấn. Lăng Hàn liếc mắt một cái, Hắn phát hiện ra mấy người kia hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng hắn không biết, cũng không đồng nghĩa đối phương cũng không biết hắn, dù sao hiện tại hắn cũng là nhân vật nổi danh. Chương 3862, thế gian biến đổi lớn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định tiến vào hồ lô để Lục Oa mang đi ra ngoài. Thế là một cái hồ lô màu xanh lăn ở trên mặt đất, giống như bị gió thổi qua vậy. A, à, sao lại có một cái hồ lô cơ chứ? Mấy người trông coi thông đạo phát hiện ra dưỡng nguyên hồ lô. Thực vật trong cung điện có rất nhiều, rất nhiều, mọc ra một cái hồ lô cũng là chuyện rất bình thường. Có người vô tình nói, "Hắc hắc, nói không chừng là một bảo bối a." À. Lại có người nói, bản thân mình thì lại cười, hiển nhiên hắn chỉ nói đùa một chút mà thôi. Nói không chừng thực sự là thật a." À. Một người nam tử mặc áo xám đi tới, đưa tay muốn lấy đi hồ lô. Ngoá, suy nghĩ của Lăng Hàn khẽ động, đã xuất hiện ở bên ngoài, một quyền đánh qua về phía người kia. Phanh, người kia chỉ là cực cốt cảnh. Sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn cơ chứ? May mắn Lăng Hàn không có sát ý, chỉ đánh bay hắn mà thôi, bằng không dùng lực lượng mạnh mẽ của Lăng Hàn. Dưới một quyền này nhất định hắn đã mất mạng rồi, người kia ngã rầm trên mặt đất, mà mấy thủ vệ bên ngoài thì cứng họng. Tình huống thế nào đây chứ, người này biết ẩn thân hay sao? Mãi đến khi Lăng Hàn co giò chạy ra, bọn hắn mới bừng tỉnh, vội vàng gõ chuông cảnh báo. Chỉ một lúc sau, điều nhân đã xuất hiện, hắn trầm giọng hỏi thăm mấy tên thủ vệ kia. Sau khi biết được tin tức, hắn kinh ngạc nói, một cái hồ lô tự mình ở nhấp nhô, một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện sao. Thứ kia hẳn là pháp khí không gian, hơn nữa lại là thứ có thể dung nạp vật sống. Bảo vật như vậy, chỉ có thể thiên sinh địa dưỡng mà thôi. Mặc dù bản tỏa không phải rất để ý, thế nhưng để cho người ta chạy ra khỏi ngạo thiên cung, thứ mất chính là mặt mũi của bản tỏa. Hừ, oát con ở dưới tiên đồ, người có thể chạy tới đâu cơ chứ? Điều nhân bay lên trên trời, đuổi theo phương hướng Lăng Hàn đi ra xa, một bên ngủ, thị lực của hắn cực kỳ sắc sảo, có thể xuyên thấu vô số tầng lá cây, nhìn thấy mỗi một ngọn cây cọng cỏ ở trong rừng rậm. Chỉ là hắn đã phải thất vọng, hắn đã đuổi theo nửa giờ, thế nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Hắn cũng không cho rằng tốc độ của Lăng Hàn có thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, cho nên nhất định đối phương đã trốn đi rồi. Ghê tởm, điều nhân bay trở về, từ bỏ việc truy kích, chỉ là một nhân vật nhỏ Chạy thì cứ chạy đi, chờ ngày khác sau chinh phục thiên hạ, khi đó tiểu tử này vẫn sẽ phải rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trở thành đồ ăn trong miệng hắn. Sau khi Lăng Hàn trốn vào trong rừng rậm, trước tiên hắn đào một cái hố, chôn dưỡng nguyên hồ lô vào, mà chính hắn cũng tiến vào trong đó, công việc tiếp sau sẽ do Lục Hoa hoàn thành. Đợi đến khi triệt để an toàn, Lục Hoa lại móc hồ lô ra. Lăng Hàn trốn ra xa, mãi đến khi rời xa địa cung khoảng chừng mấy ngàn dặm về sau thì lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm chạy gấp về phía đế đô. Mấy ngày sau, hắn đã về tới đế đô, lúc này, khắp nơi trong đế đô nháo nha nháo nhác, lòng người bằng hoàng. Trước khi thiên địa bắt đầu kịch biến lần thứ hai, khắp nơi đều có di tích cổ mới xuất hiện, cũng đã dẫn phát trào lưu toàn dân tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng tình huống giống như ngạo thiên cung cũng không phải là một ví dụ, mà là thường xuyên xảy ra. Khắp nơi đều có sinh linh cấp bậc tiên đồ xuất hiện, phần lớn đều rất là ngang ngược, hoặc là ăn, hoặc là giết, hoặc là nhận người đi vào thám hiểm làm tôi tớ chỉ vẻn vẹn có mấy người dễ nói chuyện thả cho người ta rời đi giống như trong vòng một đêm toàn bộ thế giới đã thay đổi xuất hiện nhiều sinh linh tiên cấp như vậy đứng ở trên đỉnh võ thế giới nhìn xuống thiên hạ từng tòa núi lớn cũng có chủ nhân mới vốn huyền bắc quốc nhất thống đại thế cũng đã bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ mà bên yêu tộc còn không có kịp phản ứng được với tình huống này có lẽ cũng sẽ không tốt hơn ở chỗ nào huyết xích la đã khẩn cấp chạy về thế nhưng bích tiêu công chúa vẫn ở lại đế đô. Lần này người thất thủ quả thực là không ít, thậm chí còn có tứ đại soái Hồng Thái Sư, Dương Bách Trờ và hậu đại của các đại nhân vật. Các hoàng tử hoàng tôn cũng lưu lạc rất nhiều, dẫn tới rất nhiều đại nhân vật phẫn nộ. Bọn hắn quyết định phải lập tức xuất binh, nhưng bây giờ di tích cổ xuất hiện rất nhiều, khắp nơi. Bọn hắn phải đi đánh nơi nào đây? Mỗi người đều có tư tâm, đương nhiên là hy vọng đi đánh di tích cổ mà hậu đại nhà mình thất thủ, nhưng tứ đại soái bọn hắn đều là người có rất nhiều hậu đại đều thất thủ ở các nơi khác biệt chính bọn hắn cũng phải suy tính một chút xem nên đi cứu hậu đại nào trước mặt khác hiện tại người xuất hiện bên trong di tích cổ đều là cường giả cấp bậc tiên đồ làm thế nào mới có thể cứu được đây thánh hoàng không ra ai có thể địch nổi cường giả tiên đồ cơ chứ tất cả mọi người đều dây dưa mà hết lần này tới lần khác thánh hoàng vẫn đang bế quan không người nào có thể quyết định được lang hàn cũng không có ý tứ thò một chân vào ở trước mặt cường giả tiên đồ một chút thực lực kia của hắn căn bản không đáng để chú ý đi cũng chỉ là toi công bận rộn sáng sớm hôm sau theo thường lệ lang hàn bắt đầu tu luyện chỉ là hắn lại kinh ngạc phát hiện ra lúc này đúng là thiên địa lực đã nồng nặc hơn mấy phần thiên địa kịch biến cũng không chỉ có rất nhiều di tích cổ xuất thế ngay cả bản thân hoàn cảnh cũng đang xảy ra biến hóa tu luyện ở dưới tình thế như vậy làm ít mà ăn nhiều mà khả năng này chỉ là vừa mới bắt đầu tương lai hoàn cảnh thiên địa sẽ trở nên càng thêm thích hợp với việc tu luyện. Lăng Hàn suy nghĩ, ở trong tình thế như vậy, đương nhiên tiên thụ sẽ sinh trưởng rất mạnh, cung cấp một lượng lớn bảo quả, từ đó thúc đẩy thực lực của võ giả càng tăng lên một cách nhanh chóng. Không có mấy ngày đã có tin tức kinh người truyền ra, tông chủ tử Hồng Tông giá lâm đế đô, yêu cầu gặp Trần Phong Viêm. Tử Hồng Tông này có địa vị gì? Trước kia là một di tích cổ, vừa mới xuất thế đã bị một cường giả tiên đồ chiếm cứ, hiện tại hắn mang theo một nhóm thủ hạ vừa mới thu phục tới đế đô, muốn luận bàn võ kỹ với Trần Phong Viêm một chút. Luận bàn là giả, đánh hạ hoàng vị của Trần Phong Viêm mới là thật. Lăng Hàn đi tìm hiểu một thoáng mới biết được tông chủ tử Hồng Tông này gọi là Thôi Trấn Hải, toàn thân trên dưới không có một chút xíu bộ dáng nào giống như yêu thú, hẳn là nhân tộc. chương 3863, Thôi Trường Vận Khiêu Chiến một Đại khái cũng là như thế cho nên Thôi Trấn Hải này mới có thể nghênh ngang đi vào đế đô như vậy. Vì cùng là nhân tộc, chuyện hắn muốn chiếm tổ tu hú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một vị cường giả tiên đồ xuất hiện, tự nhiên khiến cho trên dưới đế đô đều chấn kinh không thôi. Đây chính là tiên a, siêu việt phạm trù con người, không thể phỏng đoán được. Mặc dù trước đó đã có truyền ngôn, Trần Phong Viêm đã từng đánh chết cường giả tiên đồ. Thế nhưng đây cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, phần lớn người đều không có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng thôi chấn hải lại là cường giả tiên đồ hàng thật giá thật. Dương Bách ở dưới khí thế của hắn đã trực tiếp quỳ xuống, bên trong đế đô này ai có thể phân cao thấp cùng hắn cơ chứ? Cũng không phải tất cả thủ hạ của thôi Trấn hải này đều là người mà hắn vừa mới thu phục, mà là một đôi nhi nữ mà hắn mang theo, con trai gọi là thôi trường vận, nữ nhi gọi là thôi tiêu tiêu, đều là cấp bậc minh văn cảnh. Thôi Trấn hải rất là điệu thấp, sau khi đi vào đế đô đã ẩn cư không ra ngoài, thế nhưng đôi nhi nữ của hắn lại rất là phách lối, hoành hành bá đạo ở trong đế đô, gây ra không ít họa. Thế nhưng một là bản thân bọn hắn là minh văn cảnh, người có thể áp chế bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai phụ thân của bọn hắn lại là cường giả tiên đồ, như vậy càng không có người nào dám trêu chọc vào bọn hắn. Phanh, cửa lớn phá vỡ, chỉ thấy một bóng người nằm ngang bay ra ngoài, nặng nề ngã dầm lên trên mặt đất. Lăng Hàn nhảy ra, chỉ thấy ở trong đình viện có một người đang nằm, không phải là hiên viên định quốc thì là ai chứ? Gia hỏa này rất thảm, bị người ta điên cuồng đánh cho một trận, khắp nơi trên thân đều có tổn thương, nằm không nhúc nhích. Lăng Hàn lập tức nhìn sang ngoài cửa, nơi này đang có một tên nam tử trẻ tuổi hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía hắn. Người chính là Lăng Hàn, người trẻ tuổi này nhìn Lăng Hàn, từ tốn nói. Lăng Hàn nhìn lại về phía hắn, ta là Lăng Hàn, ngươi là người sắp chết kia hay sao? Ta sắp chết, người trẻ tuổi kia cười ha ha, vô cùng cuồng ngạo. Lăng Hàn, người thật đúng là lớn mật, lại dám rủa thiếu chủ nhà ta sau lưng người tuổi trẻ đột nhiên có mấy người xông tới, đều tức giận chỉ vào Lăng Hàn. Người biết thiếu chủ nhà ta là ai hay không, còn không mau mau quỳ xuống, cầu xin tha thứ với thiếu chủ nhà ta, không chừng có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lăng Hàn cười lạnh, hiện tại còn dám ngông cuồng ở trước mặt ta như thế, hẳn là con trai thôi trường vận của thôi Trấn Hải A. Lớn mật, lại dám gọi thẳng tục danh chủ nhân nhà ta, người thật sự muốn chết rồi. Lũ chó săn nhao nhao quát lên, Lăng Hàn thì lắc đầu, các ngươi hẳn là quốc dân của huyền Bắc Quốc A, hiện tại phản lễ đầu hàng, chắc hẳn làm cho săn rất là vui vẻ nha. Những tên chó săn kia mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng cũng không thèm để ý một chút nào, việc đầu nhập vào một vị cường giả có gì mà xấu hổ cơ chứ. Người trẻ tuổi cũng không có buồn bực mà chỉ nói, ta chính là thôi trường vận, chỉ đơn giản báo một cái tên, cũng không có tăng thêm ta là con trai thôi chấn hải gì gì đó đã cho thấy hắn có sự tự tin cực lớn. Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào, hắn quét mắt qua trên người hiên viên định quốc một chút, nói. Tại sao lại đánh bằng hữu của ta? Nghe nói người có một quy củ, người muốn khiêu chiến ngươi, nhất định phải lấy ra tiền đặt cược. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ta không thích bị người ta ước thúc, cho nên ta đánh hắn một trận, hiện tại, người có đánh với ta một trận hay không? Trong ánh mắt của Lăng Hàn có hàn quang nhảy lên, hắn nói. Không cần phải đánh, ta sẽ giết ngươi. Ha 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 ha, chỉ cần ngươi có bản sự này. Thôi trường vận cười cười, có chút xem thường nói. Buổi trưa ngày mai, cửa hoàng cung, ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, hắn phát ra một tiếng cười dài, quay người mà đi. Đám chó săn cũng cười lạnh với Lăng Hàn, nhao nhao rời đi theo. Lăng Hàn đi qua xem xét tình huống của hiên viên định quốc, thương thế của gia hỏa này rất nặng. Hiển nhiên thôi trường vận đã cố ý, muốn triệt để kích thích lửa giận của Lăng Hàn. Rất tốt, hắn đã làm được. Cha, đêm hôm nay con sẽ lặng lẽ bắt hắn tới. Lục Hoa nói ở bên tai của Lăng Hàn, còn làm một cái động tác cắt, đáng tiếc đây chỉ là uổng công, vì không có người nào nhìn thấy. Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại các nơi đều có cường giả tiên đồ xuất hiện, khiến cho lòng người bàng hoàng, một khi tạo thành đại thế, tuyệt đối sẽ chia cắt sự thống trị của huyền Bắc Quốc, như vậy sẽ thật sự là lúc thiên hạ đại loạn. Cho nên, lần này ta nhất định phải quang minh chính đại đánh bại thôi trường vận, trọng lập vị chính thống. Thế nhưng, nếu như cha muốn giết thôi trường vận, như vậy nhất định thôi Trấn Hải sẽ vô cùng phẫn nộ, liều lĩnh giết người. Nhị Hoa nói, cường giả tiên đồ xuất thủ, cha vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì cũng sẽ trốn không thoát được a. À. Đại Hoa nói, nói mò gì vậy, người không cần phải lo lắng cho cha a. À. Tứ Hoa tức giận nói, cũng đúng a. À, ngũ Hoa cũng gật đầu, Lăng Hàn cười lắc đầu, nói, ta không cản được cường giả tiên đồ phẫn nộ xuất thủ, nhưng ta có lòng tin đối với một người. Trần Phong Viêm, Nhị Hoa nói, Lăng Hàn gật đầu, lúc trước mắt thấy sắp đại chiến cùng yêu tộc thế nhưng yêu tộc lại hàng mặc dù trần phong viêm đang bế quan thế nhưng lại âm thầm giải quyết vấn đề này lần này tin rằng cũng không ngoại lệ chỉ là trần phong viêm sẽ chỉ giải quyết phiền phức lớn cho nên tiểu bối yêu tộc quát tháo hắn không để ý một chút nào mà hiện tại cũng giống như thế chỉ là nếu như thôi trấn hải xuất thủ vậy trần phong viêm tuyệt đối sẽ ra tay hoặc là nói nhất định hắn đã có chuẩn bị ở phía sau lang hàn nghĩ ngợi không khỏi thở dài hắn đoán trần phong viêm muốn thử nghiệm các con của hắn một chút thế nhưng đám nhi tử của hắn quá ăn hại không ngờ lại không có ai đứng ra công kích yêu tộc chỉ có một mình thôi trường vận so với trần phong viêm những đứa con này của hắn còn chưa có đủ bá khí tốt các hoàng tử đã không thể trông cậy vào vậy thì nhìn hắn đi a à. lang hàn chuẩn bị một chút ngày thứ hai hắn tu luyện trước sau đó mang theo bảy anh em hồ lô đi tới hoàng cung hiên viên định quốc bị thương rất nặng đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh lại không thể tận mắt nhìn thấy Lăng Hàn báo thù cho hắn. mươi 3864, Thôi Trường Vận Khiêu Chiến hai Gọi một chiếc xe, mặc dù nhiều người, thế nhưng dù sao đều là những đứa trẻ, hoàn toàn có thể nhét vừa chỗ ngồi phía sau. Phu xe nhận ra Lăng Hàn, hắn vô cùng nhiệt tình, sau khi tới, dù thế nào hắn cũng không chịu nhận tiền của Lăng Hàn. Đại nhân, người xuất chiến vì người đế đô chúng ta. Sao ta có thể nhận tiền của người cơ chứ? Nếu như người muốn trả tiền, như vậy cứ đánh thêm tên kia một quyền, coi như là trả tiền xe cho ta. Phu xe này nói, Lăng Hàn cũng không có già mồm mà gật gật đầu, cười nói. Tốt, nhất định ta sẽ đánh thêm hai quyền. Vốn hắn dự định một kích giết chết thôi trường vận, hiện tại, cùng lắm thì dùng thêm hai chiêu. Lăng Hàn mang theo mấy đứa trẻ đi về phía cửa, phía trước chính là quảng trường lớn trước Hoàng Cung, xe ngựa bị cấm thông hành. Thôi trường vận thiết lập địa điểm quyết chiến ở nơi này, hiển nhiên cũng có thâm ý đánh bại lăng hàn ở trung tâm đế đô thưa eo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng đại biểu cho việc hoàng quyền ầm ầm sụp đổ cho nên thôi trường vận không có ngu xuẩn một chút nào thậm chí lần khiêu chiến này còn là do chủ ý của thôi trấn hải chỉ là cụ thể phải dùng loại thủ đoạn gì thì là do thôi trường vận tự mình quyết định thôi trường vận không điệu thấp một chút nào hắn trắng trợn tuyên dương chuyện quyết chiến lần này bởi vậy hiện tại trên quảng trường cũng đã tụ tập rất nhiều người tranh nhau nhìn vào lăng hàn lăng hàn đã đến rồi sau khi phát hiện ra lăng hàn đám người lập tức điên cuồng trước đó lăng hàn lực áp thiên kiêu yêu tộc hung hăng đánh nát nhuệ khí của yêu tộc cho nhân tộc mặt mũi hiện tại lại là hắn đứng ra dạng hành động anh hùng như thế này đương nhiên cũng khiến cho người ta bội phục dưới tình huống lập trường giống nhau tự nhiên mỗi người cũng hy vọng lăng hàn thắng cho nên cả đám cùng nhau trợ uy thay cho hắn lăng hàn gật đầu với mọi người cũng dưới sự chen lấn của mọi người mà đi tới quảng trường trung ương hoàng cung người có thể đứng ở chỗ này đều là đại nhân vật trong đế đô có tứ đại soái hậu đại hồng thái sư cũng có thiên tài yêu tộc còn có rất nhiều hoàng tử vương tôn tất cả mọi người rất chú ý tới trận chiến này ánh mắt lăng hàn đảo qua hắn đã thấy hồng thiên lược thấy đại hoàng tử nhị hoàng tử và các hoàng tử bài danh ở phía trên thế nhưng cũng không nhìn thấy công chúa yêu tộc cũng không biết yêu tinh kia có tới hay không hắn cũng không có để ở trong lòng mà là đưa mắt nhìn về phía trước Thôi trường vận và một nữ tử sóng vai mà đứng, đang cười nhạt với hắn. Xem ra, nữ tử này chính là nữ nhi thôi tiêu tiêu của thôi Trấn hải, chỉ là không biết là tỷ tỷ của thôi trường vận hay là muội muội. Người đã đến, thôi trường vận dừng lại cùng thôi tiêu tiêu trò chuyện, hắn nhìn xem lăng hàn, lộ ra một vòng nụ cười cao ngạo, cũng nói người cùng hồng thiên bộ là nhân tộc song kiêu, ha ha, thật không biết là cái nào ngớ ngẩn phong, liền hai người các ngươi cũng có thể đại biểu nhân tộc. Hiện tại, ta đánh trước bãi ngươi, lại đánh bại Hồng Thiên Bộ, làm cho tất cả mọi người biết rõ, các ngươi bất quá là ếch đáy giếng." Lăng Hàn thản nhiên nói, "Nể mặt ngươi sắp chết, ta sẽ để cho ngươi nói thêm vài câu." Thôi Trường vận sướng sờ, sau đó cười to, "Ngươi có phải thiên kiêu hay không ta không biết, thế nhưng công phu miệng lưới quả thực là cao minh." Mọi người, bao gồm cả chúng yêu tộc đều gật đầu, bọn hắn đều đã lĩnh giáo qua công phu miệng lưới của Lăng Hàn, có thể mạnh mẽ khiến cho người ta tức chết. "Ta cũng khinh thường dùng cảnh giới ép ngươi." Sẽ chỉ sử dụng lực lượng cực cốt cảnh mà thôi." Thôi Trường Vận nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ tự tin và thong dong. Lăng Hàn cười ha hả, nói: "Tùy ngươi, dù sao cũng đều giống nhau, cho dù đối phương phát huy ra chiến lược minh văn cảnh, thế nhưng ở trước mặt hắn thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Lăng Hàn muốn dùng một trận chiến này để nói cho tất cả mọi người, bằng hữu của hắn tuyệt đối không thể đụng vào. Đây là nghịch lân của hắn, người động vào chết. Thôi Trường Vận thong thả bước ra, nói: "Ra tay đi." lăng hàn không quan tâm tùy ý đấm ra một quyền oanh quyền lực hóa thành một đầu yêu hầu nghiền ép về phía thôi trường vận thôi trường vận cười lạnh bổ tới một trường phanh hai cổ kinh lực va chạm vào nhau lập tức đồng thời chôn vùi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao thôi trường vận khinh thường nói thân thể tung bay qua đó sau đó tay đã chộp tới mặt của lăng hàn như vậy mà cũng được coi là song kiêu nhân tộc các ngươi vô tri đến mức nào a à? lăng hàn nhếch miệng cười một tiếng một tay cũng vươn ra chụp vào đầu của Thôi Trường Vận. Một chảo này, vô cùng nhanh, trên mặt Thôi Trường Vận lập tức biến sắc, hắn thật không ngờ, một chảo này của Lăng Hàn lại nhanh như thế. Nhanh đến mức hắn hoàn toàn không thể biến chiêu và tránh né. Trong lòng của hắn đã hiểu ra, một quyền lúc trước của Lăng Hàn hoàn toàn chỉ là làm cho hắn lơ là bất cẩn. Dựa vào, người âm người thật tốt, quá âm hiểm. Lăng Hàn chộp vào mặt Thôi Trường Vận, sau đó bỗng ném về phía mặt đất. Phanh, một tiếng vang vọng, chỉ thấy toàn bộ đầu thôi trường vận đã hoàn toàn tiến vào bên trong gạch, mà nơi hắn va chạm, đương nhiên gạch cũng chia đã năm xẻ bảy. Không chỉ như vậy, mấy miếng đất gạch ở lân cận bởi vì lực trùng kích cường đại mà đã mạnh mẽ vỡ ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không nói thành lời. Ai có thể nghĩ tới, thôi trường vận lúc trước kiêu ngạo phách lối, hoàn toàn không ai bị nổi. Cuối cùng lại không chịu nổi được một chiêu của lăng hàn như vậy cơ chứ. Ai mới là ếch đáy giếng đây, hít gạch đất này hẳn là do đại nguyên thạch chế tạo mà thành A. Đúng vậy, đại nguyên thạch có đặc điểm là cứng rắn, nặng nề, ngay cả một khối đã có thể nặng tới vạn cân. Thế nhưng gạch kiên cố như vậy, hiện tại lại mạnh mẽ bị đụng nát A. Dưới dư ba chấn động, đánh cho đại nguyên thạch gần đó rách nát tả tơi, lực trùng kích này khủng bố tới bao nhiêu cơ chứ. Chỉ có thể nói, đầu của thôi trường vận quả thực đủ cứng. Đám người nhao nhao nói, có một ít người chấn kinh, có ít người thì châm chọc. Phanh! Đá vụn bị đánh bay, thôi trường vận nhổ đầu ra, quả thực đầu của hắn đủ rồi cứng rắn, không có bị vỡ sau khi cắm vào bên trong. Thế nhưng trên mặt vẫn bị đụng tới rất thảm, có thêm mấy đạo vết thương, khiến cho hắn chật vật hơn, cũng thêm mấy phần hung ác. Lăng Hàn, hắn gằn từng chữ từng chữ, trong hai mắt tản ra hàn mang đoạt mạng người. Chương 3865, liền hành hạ. Hiện tại, rốt cục hắn đã nổi giận, trước đó hắn căn bản không có để Lăng Hàn vào trong mắt hắn cho rằng lăng hàn chỉ được người khác khoác lác nâng lên, bởi vậy, dù là hắn áp chế lực lượng đến cực cốt cảnh thì trong lòng vẫn rất là khinh thường, cho rằng có thể tùy tiện trị lăng hàn không ngẩng đầu được. Ngược lại, nếu hắn phải vận dụng năng lực minh văn cảnh mới có thể trị được lăng hàn, như vậy tương đương với việc đang nói đánh với hồng thiên bộ một trận, hắn không phải là đối thủ. Người sẽ chết rất thảm, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa giết về phía lăng hàn. Hắn vẫn ép lực lượng đến cực cốt cảnh bởi vì hắn cho rằng thất bại vừa rồi chỉ là bởi vì hắn chủ quan quá mức luận chiến lược chân thực hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với lăng hàn siêu hắn giết tới chỗ lăng hàn lăng hàn vẫn chờ hắn tới gần lúc này mới xuất thủ chộp tới mặt của thôi trường vận trong lòng thôi trường vận lập tức chửi mắng con mẹ nó ngươi còn muốn làm một lần nữa sao ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm hay sao nhưng mà hắn lập tức sợ hãi bởi vì cho dù hắn đã tăng chiến lực lên tới cực cốt cảnh đỉnh phong thì vẫn không chịu nổi được một kích này. Ba, mặt của hắn lần nữa bị Lang Hàn chộp lấy. Sau đó chính là tái diễn một màn trước đó, phanh, hắn bị Lang Hàn lần nữa ấn vào bên trong gạch, cùng một vị trí, cùng một chiều sâu, chỉ là lần này không có tạo thành phá hoại với gạch bên ngoài như trước. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lần thứ nhất còn có thể nói là thôi trường vận chủ quan, nhưng lúc này thì sao đây? Hắn thẹn quá hóa giận, đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó thế nhưng dù toàn lực ứng phó cũng chỉ có kết quả như vậy làm sao có thể chịu nổi được cơ chứ lăng hàn vẫn lui về phía sau mấy bước cũng không có hạ sát thủ không phải hắn nhân từ nương tay mà là hắn muốn lập uy cho đế quốc trước đã không có lần thứ ba hắn sẽ hạ sát thủ xử lý thôi trường vận trắng trận xuất thủ ở đế đô lăng hàn cũng đã có tâm tư trừng trị người nọ mà hiên viên định quốc bị đánh thành trọng thương thì là trực tiếp đốt dây dẫn nổ, cũng làm cho tâm lý của Lăng Hàn từ giáo huấn một lần biến thành giết chết. Phanh, thôi trường vận phá đất mà lên, mặt mũi của hắn tràn ngập vẻ dữ tợn, phát điên lên. Kỳ thật, lần này cũng không đau đớn, bởi vì gạch đã vỡ vụn, cho nên lần này thứ đụng là bùn. Như vậy đương nhiên sẽ không đau chút nào, thứ hắn bị kích thích chính là tâm tư. Trước đó hắn xem thường Lăng Hàn, cho rằng đối phương chỉ được bị người ta thổi phồng, nâng lên. Mà chiến lược thực tế nhất định sẽ kém xa hắn tít tắp, phải biết rằng hắn từ đâu đi ra a à? Người trưởng thành ở hoàn cảnh như bên ngoài có thể thắng được hắn hay sao? Nhưng còn bây giờ thì sao chứ, phần kiêu ngạo này đã bị đánh cho vỡ nát. Đánh nhau trong cùng cấp, hắn không bằng Lăng Hàn. Không, tuyệt không có khả năng. Thôi trường vẫn có chút căm tức nhìn Lăng Hàn, nói. Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, rõ ràng là minh văn cảnh, lại giả mạo cực cốt cảnh để lừa gạt ta. Lăng Hàn cũng sướng sờ, hắn không nghĩ tới thôi trường vẫn sẽ nói ra loại câu nói như vậy minh văn cảnh vận chuyển tu vi bên trên tạng khí trong cơ thể sẽ có phủ văn phát quang đương nhiên cái này cũng có thể cưỡng ép thu lại ẩn giấu chỉ là sẽ không có người nào đi làm như vậy hiện tại thôi trường vận cho rằng lăng hàn cố gắng ẩn giấu tu vi đi đương nhiên là do đối phương thẹn quá hóa giận thua không nổi a à, thua không nổi lăng hàn khinh thường cãi lại rất nhanh người này sẽ là một cỗ thi thể không cần thiết phải tranh chấp cùng với hắn không có người có thể khi dễ thôi trường vận ta người phải chết Thôi trường vận nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tiếp tục áp chế tu vi nữa. Oanh, toàn thân có khí thức kinh khủng sôi trào, hắn đã hoàn toàn phóng ra tu vi minh văn cảnh. Ừm, mấy tên hoàng tử minh văn cảnh đồng thời nhíu mày, khí thức mà thôi trường vận phát ra khiến cho bọn hắn cũng có một loại cảm giác tim đập nhanh, coi là kinh địch. Một chút cường giả trẻ tuổi yêu tộc cũng có sắc mặt thận trọng, cho dù là yêu tộc có nhiều nhân tài, thế nhưng người vượt qua minh văn cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Người này, lợi hại, ta muốn lột da của ngươi, phá hủy xương của ngươi, lại treo thi thể của ngươi ở đầu tường, chịu dầm mưa dãi nắng trăm ngày. Thôi trường vẫn cắn răng nói, một là bị làm xấu mặt ở trước mặt mọi người, hai là cảm thấy mình bị đùa bớn quá mức mất mặt, hắn đã thật sự phẫn nộ đến cực hạn. Vốn lăng hàn đã có ý giết hắn, sau khi nghe thấy hắn nói như thế tự nhiên sát ý càng nồng thêm. Ngay cả bảy anh em hồ lô cũng quắc mắt nhìn chừng chừng, hỗn đản này lại dám giết cha các nàng sao. Tới đi, Lăng Hàn từ tốn nói, Thiên Văn Ngọc đã nằm ở trong tay. Thời gian, 0 giờ, 15. Dù thôi trường vận đã khôi phục tu vi minh văn cảnh, thế nhưng Lăng Hàn cũng có nắm chắc giết chết hắn, thế nhưng cần dùng mấy chiêu thì lại không nhất định. Quả thực thôi trường vận có chút thực lực, không thể khinh thường. Nhưng mà, Lăng Hàn không muốn đánh triền miên như thế, hai lần đều là tùy tiện nhấn đầu của đối phương xuống dưới đất. Lần này hắn muốn lập uy cho đế quốc, như vậy nhất định phải thắng cho xinh đẹp, sạch sẽ. Cho nên, Thiên Văn Ngọc chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn dùng niệm lực, trọng lượng của Thiên Văn Ngọc lập tức nhanh chóng giảm bớt. 9.000 cân, 8.000 cân, 7.000 cân, Lăng Hàn, chuẩn bị hối hận đi. Thôi trường vận lạnh lùng nói, thân thể giết về phía trước. Oanh, khí tức sôi trào, các loại khắc họa phù văn khí quan trong cơ thể cùng nhau phát sáng, rót vào lực lượng đáng sợ cho nhục thân của hắn. Bá thiên quyền, hắn hung hăng đánh ra một quyền, cầu thông năng lượng ở tầng thứ cao, ở trên nắm tay lại ngưng tụ ra một mảng lớn hắc quang đập tới chỗ của lăng hàn chỉ một quyền mà thôi thế nhưng lại giống như là một cái nồi sắt to lớn đến kinh người tất cả mọi người đều khàn giọng người này cũng quá đáng sợ a à. làm sao có thể dẫn động năng lượng tầng thứ cao khủng bố như thế cơ chứ lăng hàn cũng có chút giật mình trong tay thôi trường vận này tất nhiên phải nắm giữ linh đồ khá cao minh nếu không không có khả năng dẫn động ra năng lượng tầng thứ cao cường đại như vậy chương 3866, một kích bạo nát. Thế nhưng như vậy cũng không đủ để hù dọa được hắn. Nếu như hai người giao thủ, quả thực trong thời gian ngắn lăng hàn khó mà trấn áp được hắn, lại thêm thôi trường vận nắm giữ rất nhiều bí thuật cổ xưa, cho nên có lẽ sẽ rất là khó chơi. Dù sao, hiện tại lăng hàn không có ưu thế nghiền ép trên phương diện lực lược, như vậy song phương sẽ phải liều mạng kỹ pháp và kinh nghiệm chiến đấu. Oanh, thôi trường vận giết tới, song quyền phẫn nộ đánh tới khí tức phía sau bay lên, hóa thành một bức tượng thần, cao mười trượng, trợn mắt tròn xoe, sinh ra lực áp bách rất đáng sợ. Lăng Hàn lại không thèm để ý một chút nào, ở hoán huyết cảnh hắn đã đạt đến thất biến, người ta sáu biến chính là huyết khí ngưng đế, ý là sát khí như là một tôn đế vương đáng sợ. Mà sau khi tới được thất biến, sát khí này sẽ đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Chỉ có chuyện hắn uy hiếp người khác, người khác sao có thể làm hắn giật mình cơ chứ? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tay phải giơ lên, Thiên Văn Ngọc đã được đánh ra ngoài. Tăng tốc, từ tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh bắt đầu nhanh chóng tăng lên gấp 7, 8 lần, 9 lần vận tốc âm thanh. Sau đó niệm lực được triệt hồi, trong nháy mắt đã từ nặng 3 cân biến thành cấp bậc vạn cân. Đây quả thực là khủng bố vô biên, bảo đảm dù là khai khiếu cảnh mạnh mẽ chịu một kích này cũng chỉ có phần tử vong. Có lẽ ngay cả cường giả tầm bí cảnh cũng không dám chính diện tranh phong. Đáng tiếc, một khối như vậy nện một lần chẳng những phải cân nhắc nên thu hồi lại như thế nào mà còn phải dùng niệm lực áp xúc 10 giây, bằng không thì Lang Hàn thực sự dám khiêu chiến với tầm bí cảnh A. Chỉ là, thôi trường vận chỉ là minh văn cảnh mà thôi. ba Thiên văn ngọc đánh ra, trong nháy mắt đã đánh tới ngực của thôi trường vận, sau đó đã thấy cả người thôi trường vận cũng bị đánh nổ, chỉ vẻn vẹn còn lại có hai cái chân. Vẫn còn đang liên tục phanh phanh đạp lùi về phía sau, khiến cho người ta kinh hãi. Toàn trường trở nên tĩnh mịch, chuyện này ai có thể nghĩ tới được chứ thôi trường vận đã phát huy ra thực lực minh văn cảnh càng dẫn động năng lượng tầng thứ cao khủng bố như vậy hơn nữa lại còn vận dụng quyền pháp rất là đáng sợ dưới một quyền này uy lực vốn nên vô biên vô tận mới đúng cho dù lăng hàn chật vật chạy không dám tranh phong thì đám người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên thế nhưng lăng hàn chỉ ném ra một khối đá đã đập chết thôi trường vận đập chết đập chết đập chết đường đường là cao thủ minh văn cảnh Thế mà bị một khối đá đập chết rồi. Chẳng những đập chết, hơn nữa còn nện đến mức cả người cũng nổ tung, chỉ còn lại có hai cái chân sao? Hít, quá kinh khủng, đây tuyệt đối không phải là thôi trường vận không đủ cường đại, mà là Lăng Hàn quá là đáng sợ. Mẹ nó, gia hỏa này so với Hồng Thiên Bộ lúc trước còn cường đại hơn, chỉ ít lúc trước truyền thuyết chỉ nói là Hồng Thiên Bộ có thể dùng thực lực cực cốt cảnh thắng Minh Văn cảnh. Thế nhưng nào có đạo lý đưa tay đã diệt sát cơ chứ? Lăng Hàn nhanh chân đi qua đi về phía Thiên Văn Ngọc đánh tới. Đã có người nhặt được, chỉ thấy trên tảng đá cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm một chút vết máu. Trả lại đây, Lăng Hàn từ tốn nói, lúc này người nhặt được Thiên Văn Ngọc này chính là cổ hạng minh. Gia hỏa này cực kỳ xoắn suýt, bởi vì hắn đã cầm Thiên Văn Ngọc, biết rõ thứ này nặng nề đến cỡ nào, khó trách dưới một kích có thể diệt sát minh văn cảnh. Vấn đề là... Lăng Hàn được có được lực lượng kinh khủng cỡ nào thì mới có thể ném ra đồ vật nặng như vậy với tốc độ cao như thế cơ chứ? Tiến lên, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy thôi tiêu tiêu đã đi tới, quát. Tặc tử lớn mật, dám ỉ vào pháp khí giết đệ đệ ta, ta muốn người nợ máu phải trả bằng máu. Nói xong, nàng hóa thành một đám mây màu, bay lên trời, hướng về phía lăng hàn. Ánh mắt của nàng bất phàm, biết rõ lăng hàn có thể một kích diệt sát thôi trường vận chính là bởi vì khối tảng đá của quái kia. Cho nên nàng mới không sợ mà xông lên, lần này thôi trường vận khiêu chiến lăng hàn, chính là ý của phụ thân bọn hắn, chính là muốn đả kích sĩ khí của người đế đô tạo thế cho tử hồng tông thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng thôi trường vận lại bị lăng hàn ba lần dùng một chiêu đánh bại chẳng những không có tăng khí thế của tử hồng tông ngược lại còn cực kỳ mất mặt cho nên hiện tại nhất định nàng phải đứng ra trước tiên nàng làm cho huyết khí sôi trào lực lượng tăng vọt cầu thông với năng lượng tầng thứ cao trên lòng bàn tay lập tức có năng lượng màu đen quấn lên so với thôi trường vận còn lớn hơn khí thức trên thân ngưng tụ thành một thanh kiếm bắn tới về phía lăng hàn khí tức bỏ qua không gian cơ hồ trong nháy mắt đã đánh tới lập tức lăng hàn cảm giác trong đầu có chút đau đớn khí tức này như kiếm muốn chia cắt thức hải của hắn hà lăng hàn kinh ngạc đây là vận dụng đối với sát khí ân còn dung nhập vào trong niệm lực cho nên có được lực phá hoại cường đại đối với thức hải hóa ra còn có thể chơi như vậy a à. hắn nở một nụ cười nếu nói tới sát khí khi hắn còn ở hoán huyết cảnh đã tu đến thất biến Ai có thể so sánh được với hắn cơ chứ? Lăng Hàn chỉ vừa mới suy nghĩ thì đã đánh nát kiếm do sát khí của Thôi Tiêu Tiêu đang đánh tới, sau đó lại dùng sát khí để phản kích. Ông một đạo bóng người huyết khí từ trong thức hải của hắn đánh ra, đánh tới chỗ của Thôi Tiêu Tiêu. Cái gì? Thôi Tiêu Tiêu khẽ nhếch cái miệng nhỏ, im lặng thầm kinh ngạc trong lòng. Tinh thần công kích của nàng chẳng những không có làm đối phương bị thương, mà ngược lại còn khiến cho đối phương phản kích kịch liệt. Sát khí xung kích quá nhanh, cho dù thôi tiêu tiêu là minh văn cảnh thì cũng không tránh thoát được. Lập tức, đạo thân ảnh huyết sắc này đã nhào vào trong thức hải của nàng. Oanh, thôi tiêu tiêu chỉ cảm thấy thức hải chấn động, sau đó đã trống rỗng, cái gì cũng không có cảm giác được nữa. Nàng vội vàng run lên, lấy lại tinh thần, đây là lúc đang trong chiến đấu, tại sao nàng có thể thất thần được cơ chứ? Nhưng mà, một nắm đấm như thép đã đánh tới trước mặt nàng. Không trốn tránh được, cho nên nàng miễn cưỡng vươn tay ra. Phanh, quyền lực trào ra, nàng lập tức lảo đảo lùi về phía sau, trong lúc vội vã nàng không có cách nào ngưng tụ ra được toàn lực, dù là sôi trào huyết khí cũng không địch lại được nổi. Chương 3867, cường giả tiên đồ hiện. Thôi Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, dường như còn có máu tươi đang chảy xuống. Nàng vừa kinh vừa sợ, nữ nhân chú trọng nhất chính là dung mạo, hiện tại trên mặt có máu, có phải khuôn mặt này đã bị hủy rồi hay không? Ngươi đáng chết, nàng thét to, mái tóc đen xóa tung ra, So với lúc Thôi Trường Vận bị giết vừa rồi còn phẫn nộ hơn gấp 10. Thôi Tiêu Tiêu giết tới đây, mang theo uy thế đáng sợ, muốn một lần hành động diệt sát Lang Hàn thành cặn bã. Trên thực tế, quả thực nàng còn mạnh mẽ hơn Thôi Trường Vận, tốc độ còn nhanh hơn, lực lượng càng lớn hơn. Mà năng lượng tầng thứ cao câu thông tới lại càng thêm nồng đậm, mặc dù chỉ mạnh hơn một chút xíu, thế nhưng sau khi cộng lại một chỗ, chiến lực tăng lên cũng không phải chỉ là một chút như vậy. Lang Hàn không sợ, vẫn đánh ra sát khí xung kích. Dù thôi Tiêu Tiêu đã có chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị chấn động làm cho hai mắt thất thần, đã mất đi tiêu cự, chỉ ít nửa giây sau mới khôi phục lại được. Cao thủ tranh đấu, có thể chậm trễ được nửa giây hay sao? Phanh, nàng lần nữa bị Lăng Hàn đánh lùi ra, cũng còn may là không có Thiên Văn Ngọc, Lăng Hàn cũng không có cách nào làm được chuyện một kích cường đại tuyệt sát minh văn cảnh, chỉ có thể đả thương nàng mà thôi. Sau mấy lần, cuối cùng thôi Tiêu Tiêu đã tỉnh táo lại. Nàng nhìn Lăng Hàn, nhíu mày khi ngươi còn ở hoán huyết cảnh đã tu ra lục biến. Nàng cắn răng nói, nhị thập mạch không khó đạt tới, thế nhưng lục biến thì lại rất khó khăn, chỉ ít nàng và thôi trường vận đều không thể làm được. Lăng Hàn gật đầu, quả thực hắn đã tu ra lục biến, chuyện này cũng không có cái gì mà phải giấu giếm, chỉ là hắn sẽ không chủ động nói ra, kỳ thật hắn còn đạt đến thất biến. Không nói trước kia không có, sau này cũng không, thế nhưng chỉ ít trên toàn bộ thiên hải tinh, trước mắt cũng chỉ có một mình hắn đạt đến thất biến lục biến huyết khí ngưng đế khó trách lại có lực uy hiếp cường đại như vậy thôi tiêu tiêu hung hăng nói tu thêm một biến này võ giả vượt qua được có được năng lực gần như thần thông nó sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên đối với các võ giả khác mà nói năng lực như vậy rất là khó chơi rõ ràng tu vi của nàng cao hơn thế nhưng lại bị ảnh hưởng rất thảm chuyện này khiến cho nàng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra được thực lực của mình lăng hàn giang hai tay ra nói không cần cảm khái người muốn chiến thì ta sẽ phụng bồi sát khí của hắn cuồn cuộn giống như đã sát giới một lần thì cũng không để ý tới việc lại chém một dòng dõi khác của thôi trấn hải vậy thôi tiêu tiêu lại giơ một tay lên chỉ thấy một làn khói phóng lên tận trời tản ra quang mang rực rỡ dù là cách một cửa sổ có lẽ cũng có thể bắn ra được nàng đang chịu hoán sự giúp đỡ mà khả năng lớn nhất chính là lão tử thôi trấn hải của nàng cuối cùng vẻ mặt của lăng hàn cũng trở nên nghiêm túc nếu một vị cường giả tiên đổ tới đây hắn sẽ phải đối mặt ra sao đây? Trốn, ở trước mặt cường giả tiên đồ thần định, hắn có thể chạy trốn tới đâu cơ chứ? Từ lúc Lăng Hàn đứng ra ứng chiến, lại đến khi diệt sát Thôi Trường Vận, hắn đã chuẩn bị tâm lý trực diện đối mặt với Thôi Trấn Hải. Hắn đánh cược trần phong viêm bá khí, tuyệt đối sẽ không khoan dung ai đến dương oai ở trong đế đô. Lăng Hàn, mau trốn, có người kêu lên với Lăng Hàn, đúng vậy, một khi Thôi Trấn Hải đến, người sẽ không đi được a à. Người đã giết con của hắn, hắn tuyệt không có khả năng buông tha cho ngươi rất nhiều người đều có ý tốt nói với lăng hàn bảo hắn thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian trốn đi thôi tiêu tiêu thì cười lạnh giết người thôi ra ta mà còn muốn phủi mông coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao lăng hàn không thèm quan tâm chỉ nhìn về phía cổ hạng minh rồi nói cầm nửa ngày không biết mệt mỏi hay sao cổ hạng minh thở dài cả đời này hắn cũng khó có khả năng báo thù lăng hàn tranh lệch giữa hai người đã to lớn như trời và đất hơn nữa tranh lệch này không những sẽ không thu nhỏ mà có thể càng ngày càng lớn hơn. Hắn ngoan ngoãn dâng lên thiên văn ngọc, không dám đùa nghịch bất kỳ mánh khóe gì cả. lang Hàn tiếp nhận thiên văn ngọc, thu hồi, lặng lẽ chờ đợi thôi chấn hải đến. Chỉ một lát sau đã thấy một bóng người đạp không trung đi đến, tốc độ nhanh đến mức kinh người, tuyệt đối đã vượt qua tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, để lại một đạo vết tích thật dài sau lưng. Tất cả mọi người đều bị chấn trụ, đạp trời mà đến, đây là tiên nhân hay sao? Siêu, Người này chỉ chừng 30 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt vuông có vẻ mười phần uy nghiêm. Thôi Trấn Hải, Lăng Hàn nói ở trong lòng, ngày đó thử yêu đã từng đạp trời mà tới. Thế nhưng nhìn thấy Trần Phong Viêm từng bước một đạp lên trên trời khiến cho hắn cực kỳ kinh hãi, hiển nhiên chậm rãi bước đi ở trên không như vậy, độ khó còn hơn xa so với việc phi hành với tốc độ cao. Nếu như Thôi Trấn Hải có đầy đủ thực lực, như vậy nhất định hắn sẽ biết huyền phù ở trên không trung, lại có thể tăng thêm thần uy của hắn lúc này. Tiên, cao cao tại thượng phàm cúi thấp dưới mặt đất cho nên không phải là thôi trấn hải điệu thấp mà là thực lực không đủ cha thôi tiêu tiêu nghênh đón hắn nói đệ đệ đã bị người ta giết ánh mắt thôi trấn hải lạnh lẽo nói ai làm thôi tiêu tiêu chỉ một ngón tay về phía lăng hàn chính là hắn thôi trấn hải nhìn về phía lăng hàn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chỉ là nhất cốt có thể giết được trường vận sao hắn không thể tin được tranh lệch cảnh giới như vậy cũng quá lớn a à. Mà con của hắn vốn nên quét ngang minh văn chứ, làm sao lại bị võ giả nhất cốt nhau nhỏ giết lại cơ chứ. Phốc, nghe thấy Thôi Trấn Hải nói vậy, không ít người đều bật cười. Vừa rồi Thôi Trường vẫn bị Lăng Hàn nhẹ nhóm hành hạ, về sau nói ra sự thật Lăng Hàn chính là minh văn cảnh. Chuyện này kỳ thật có rất nhiều người đã tin tưởng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới vốn đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi được rồi. Huống chi còn chiến thắng người có cảnh giới cao hơn mình nhưng bây giờ lại là chính miệng thôi Trấn Hải nói ra, Lăng Hàn chỉ là nhất cốt. Cường giả tiên đồ, sao lại nói lung tung được cơ chứ? Hít, Lăng Hàn cũng quá yêu nghiệt a, à, yếu hơn một đại cảnh giới mà vẫn còn có thể một chiêu giết địch. Chương 3868, trận linh thanh long trận 1. Mặc dù không có mấy người thấy qua Hồng Thiên Bộ xuất thủ, thế nhưng mọi người đều tin tưởng, cho dù là yêu nghiệt kia cũng không có cách nào làm được tới trình độ này. Thôi Trấn Hải hừ lạnh một tiếng, tiếng ồn ào trong toàn trường lập tức biến mất toàn bộ lực áp bách của cường giả tiên đồ quả thật là đáng sợ hắn nhìn lăng hàn nhíu mày để con trai đi khiêu chiến lăng hàn chính là ý đồ của hắn theo hắn thấy ở cái gọi là yêu nghiệt áp trời đế quốc song kiêu căn bản chính là người vô tri kẻ ngu nói khoác mà hắn thì có dã tâm lớn hơn muốn một lần hành động đoạt lấy cơ nghiệp trần gia cho nên hắn muốn con trai của hắn đánh bại lăng hàn và hồng thiên bộ trước để đả kích sĩ khí của người đế đô Đến lúc đó hắn lại đánh bại Trần Phong Viêm, như vậy chuyện tiếp nhận đế vị chính là chuyện thuận lý thành trương. Không nghĩ tới, Lang Hàn yếu nhất còn không có diệt trừ thì nhi tử đã bị giết chết trước tiên. Con trai bị giết, đương nhiên hắn rất phẫn nộ, lại thêm lập uy không thành còn bị đánh mặt mũi, vì vậy hắn càng nhẫn nhịn thì trong lòng lại càng tràn ngập lửa giận. Đã như vậy cũng không cần lòng vòng nhiều như vậy, để hắn tự mình xuất thủ, quét ngang tất cả. Dù sao, thế giới này phải xem nắm đấm của ai lớn a. Tiểu tử người dám giết nhi tử của bản tọa thôi trấn hải lạnh lùng nói ai cho ngươi gan chó như vậy chứ lăng hàn nhìn thẳng vào mắt hắn nói luận bàn tỉ thí tử thương là chuyện khó tránh khỏi nếu như ngay cả một chút việc ấy mà còn sợ thì còn làm võ giả cái gì nữa chứ to gan lớn mật thôi trấn hải hừ một tiếng nói còn không mau quỳ xuống cho bản tọa ông một cỗ khí thế mạnh mẽ ép về phía lăng hàn đây chính là cường giả tiên đồ xuất thủ dù là không có sử dụng thực lực chân chính chỉ vẻn vẹn là niệm lực, thế nhưng vẫn có thể mạnh mẽ khiến cho tam hồn thất phách của cường giả tầm bí cảnh bị bước ra khỏi thân thể. Một ý niệm đã có thể giết người, đây chính là cường giả tiên đồ. Lăng Hàn tụ tập tất cả niệm lực, lại dùng sát khí tạo thành gió, hóa thành một nắm đấm đánh tới cỗ niệm lực này. Phanh, cả người Lăng Hàn đều run lên, con mắt, tai, mũi, trong mồm đều có máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm. Cường giả tiên đồ thật sự quá là cường đại, chỉ mới chừng mắt liếc mà đã thiếu chút đánh chết yêu nghiệt đời thứ nhất thế nhưng cũng nói lăng hàn cường đại, có thể tiếp một kích của cường giả tiên đồ mà không chết. Thôi Trấn Hải cũng hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới lăng hàn có thể tiếp nhận tinh thần xung kích của mình mà không chết. Chỉ từ điểm ấy mà nói, quả thực tiểu tử này còn ưu tú hơn so với thôi trường vận gấp 10 lần, không, gấp trăm lần. Đáng tiếc, người này cũng không phải là con của hắn, ngược lại còn là cử nhân giết con hắn. Coi như có chút thực lực, khó trách lại dám làm càn như vậy, chỉ là ở trước mặt bản tỏa trung quy ngươi vẫn chỉ là một con run dế mà thôi. Thôi Trấn Hải từ tốn nói, người giết ta con, chết. Hắn ngang nhiên xuất thủ, từ phía xa xa vỗ ra một trường, hóa thành ngàn vạn đạo lợi kiếm, bắn về phía lăng hàn. Bên trên mỗi thanh lợi kiếm đều quấn quanh năng lượng tầng thứ cao, lít nha lít nhít bay vụt về phía trước, phô thiên cái địa. Một kích này, dưới tiên đồ khó giải, vượt qua tiên môn, cấp độ sinh mệnh của sinh linh sẽ xuất hiện tăng vọt về chất, so sánh với tầm bí cảnh chính là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt căn bản không tồn tại khả năng để so sánh cho nên cường giả tiên đồ xuất thủ phạm nhân cũng chỉ có phần chờ chết mà thôi lăng hàn không muốn chờ chết hắn đang chờ đợi một kỳ tích vạn kiếm đánh tới một mảnh đen nghịt đúng lúc này một bóng người đột nhiên hiển hiện không có người nào nhìn thấy hắn xuất hiện như thế nào chỉ là có một chùm sáng đột nhiên ngưng tụ sau đó hắn đã xuất hiện ngăn lại ở trước người lăng hàn đối mặt với ngàn vạn lợi kiếm người này đưa tay ra đẩy lập tức ngàn vạn kiếm mang sắc bén nhất thời ngừng lại hắn lại đưa tay nhấn một cái ba 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 tất cả kiếm ảnh đều bị chấn nát tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người có người đỡ được một kích của cường giả tiên đồ hít trần phong viêm xuất thủ sao đám người định thần nhìn lại lại giật nảy cả mình bởi vì bọn hắn căn bản không biết người này thôi trấn hải có chút nghiêm túc nói các hạ là ai đây là một người thần bí chung quanh đều được bao phủ bởi quang mang thế nhưng khuôn mặt lại hiển hiện cho nên mọi người có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải là trần phong viêm thế nhưng ngoại trừ trần phong viêm ra trong đế đô còn có một tên cường giả tiên đồ tỏa trấn nữa hay sao trước đó lão thái giám chu kỳ đã khiến cho người ta giật mình không thôi đế đô lại có một tên cường giả tầm bí cảnh tỏa trấn mà lần này lại càng kinh người trực tiếp chạy đến một tên cường giả tiên đồ rốt cuộc vị thánh hoàng này của bọn hắn đã chôn xuống bao nhiêu con bài chưa lật chứ người thần bí kia mở miệng nói Ta chính là trận linh thanh long trận của Đế Đô, chức trách chính là thủ vệ kinh kỳ, cấm cường giả tiên đồ xuất thủ, người làm trái với quy định, ta tới đây để trấn áp ngươi. Trận, trận linh, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ở Đế Đô của bọn hắn lại còn có một trận pháp thủ hộ hay sao? Hơn nữa, nghe khẩu khí của trận linh, cho dù là cường giả tiên đồ cũng có thể trấn áp, chuyện này cũng quá kinh người a. À. Trong lòng Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không phải Trần Phong Viêm chỉ biết cắm đầu tu luyện, hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần có người tiến lên đứng ra phản kháng, như vậy cũng không cần phải lo lắng tới cường giả tiên đồ. Trấn áp bản tòa, thôi Trấn Hải cười lạnh, Trần Phong Viêm a à, Trần Phong Viêm, người thật đúng là đủ cuồng, bản thân mình không ra mặt, chỉ phái ra một trận linh đã muốn trấn áp bản tòa hay sao? Thánh Hoàng cao cao tại thượng, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Trận linh thản nhiên nói, giống như nhân tính vô cùng. Tốt, bản tòa cũng muốn xem xem, người làm sao mới có thể trấn áp được bản tòa. Thôi Trấn Hải giận quá hóa cười, oanh, hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng, quần áo trên người bỗng nhiên tung bay, mi tâm thì hiện lên một vệt quang văn, lan tràn ra toàn bộ mặt, sau đó toàn thân đều đang phát sáng, có vẻ cực kỳ thần thánh. Giết, hắn giết ra, vỗ tới một trường về phía trận linh. Hắn chẳng những muốn đánh nát trận linh, mà còn muốn cùng xử lý lăng hàn phía sau trận linh. Trường 3869, trận linh thanh long trận 2. Trận linh nghênh đón công kích, vốn toàn thân hắn đã phát sáng, cho nên cũng phát ra quang mang thần thánh. Oanh, hai người giao phong một kích, lập tức có gợn sóng đáng sợ đánh tới bốn phương tám hướng, đây chính là cường giả tiên đồ giao phong A, dư ba cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt sát tầm bí cảnh. Tay của trận linh tướng nhấn một cái, khốn, bốn đạo màn sáng xuất hiện, bao phủ hắn và thôi chấn hải ở vào bên trong, cũng nhốt dư lực sôi trào ở bên trong, phanh, phanh 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 phanh, mặc cho dư ba mãnh liệt như thế nào, thế nhưng lại không đánh ra ngoài được, tránh cho một trận hảo kiếp, không thì người trên quảng trường sẽ có vô số người phải chết. Có khả năng ngay cả hoàng cung cũng không có cách nào giữ được, sẽ bị san thành phế tích. Thôi Trấn Hải không khỏi có chút kinh ngạc, trận linh này đã cường đại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo nói, mặc dù ngươi cường đại, thế nhưng cuối cùng chỉ là trận linh, cũng không phải là tồn tại chân thực ở trong thế giới này, làm sao có thể địch nổi công phu mấy trăm năm khổ tu của bản tọa cơ chứ? Hắn lật tay bắt lấy xương sống lưng sau đầu của mình, lại dùng sức co lại, một màn kinh người xuất hiện, hắn mạnh mẽ từ trong cơ thể rút ra một cái cột sáng thật dài. Cái cột sáng này có điểm giống kiếm, lại có chút giống như rắn, thân có có chút uốn lượn. Đây là nhân đạo cơ mà bản tọa tu thành, do bản tọa quan sát xương cốt chân long, dựng thành đại long. Thôi Trấn Hải ngạo nghễ nói, trong khi nói chuyện, thứ ở trong tay hắn phát ra tiếng long ngâm, diễn hóa ra bốn chân, thực sự hóa thành một đầu cự long. Giết cho bản tọa, dưới một tiếng gầm nhẹ của Thôi Trấn Hải, bốn chân của cự long lật qua lại giết tới chỗ của trận linh một cỗ uy áp áp đảo phàm trần ở bên trên đánh tới làm cho tất cả mọi người đều run lẩy bẩy cũng may có bốn đạo màn sáng đỡ được phần lớn uy áp nếu không có lẽ người ở nơi này đã phải quỳ xuống rồi tiên cao hơn cửu nhật phàm nhân chỉ có phần cúng bái mà thôi trận linh lại bình thản không sợ hắn đón cự long một quyền đánh tới đơn giản trực tiếp bạo lực rất có phong cách của trần phong viêm Chẳng lẽ Trận Linh còn có thể kế thừa tính cách của người bảy trận hay sao? Phanh, một quyền đánh chúng, thế nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, Cự Long lại chui vào bên trong nắm đấm của Trận Linh. Tình huống như thế nào vậy? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Cự Long lại được phun ra từ trong miệng Trận Linh, chỉ là lần này nó đã mất đi hình thái cự long, hóa thành một đạo quang trụ, giống như kiếm không có rời khỏi vỏ vậy. Siêu, cột sáng bay trở về trong tay thôi Trấn Hải. Ngươi, ngươi ngươi, thôi Trấn Hải quá sợ hãi ngươi lại rút đi tinh hoa cự long của ta nhân đạo cơ của hắn còn mạnh hơn xa người cùng giai chính là bởi vì hắn quan sát chân long tu ra một chút long khí thế nhưng bây giờ đạo long khí này đã bị trận pháp hấp thu đi tự nhiên ưu thế của hắn cũng không còn tồn tại nữa trận linh không chút sợ hãi thản nhiên nói ta chính là trận linh thanh long trận long khí đối với ta mà nói chính là vật bổ dưỡng ngươi dùng cự long tới công kích ta tự nhiên chỉ có thể lỗ vốn mà thôi hóa trong lòng thôi chấn hải mắng to hắn làm sao biết trận linh này biến thái như thế chứ lại còn có thể rút ra chút cơ hồn a nếu không làm sao hắn có thể làm như thế được nhưng trong lòng hắn cũng không ngừng đập thình thịch có thể nhẹ nhõm rút đi chút cơ hồn của hắn như vậy trận linh này cần cường đại tới bao nhiêu mới có thể làm được đây đây cũng không phải là có thuộc tính tương khắc là được trong lòng hắn đột nhiên hiện lên ý sợ hãi trần phong viêm còn chưa có xuất thủ chỉ là một trận linh đã khiến cho hắn bị thiệt lớn nếu như dây dưa tiếp, có thể tình huống sẽ rất tệ Thời gian, không giờ, không sáu Thôi Trấn Hải bắt đầu phá vây Nhưng khi một trưởng vỗ của hắn đến bên trên màn sáng Lúc này màn sáng lại chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, cũng không có vỡ vụt Cái gì? Thôi Trấn Hải há hốc miệng, im lặng nói Một kích của hắn lại không thể đánh nát màn sáng Như vậy cái này kiên cố đến cỡ nào cơ chứ? Phải biết rằng, hắn là cường giả tiên đồ, kết nhân đạo cơ A Trận Linh giết tới, hắn không buồn không vui không có một chút xíu tâm tình chập trần nào. Thôi Trấn Hải nhất định phải nghênh đón, thế nhưng uy lực của trận linh dần dần hiện ra, vững vàng chế trụ Thôi Trấn Hải. Cường giả tiên đồ thì như thế nào chứ, rất nhanh chỉ có thể chịu đánh mà thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn, không nghĩ tới cường giả tiên đồ không ai bị nổi, ngay cả mặt mũi trần phong viêm như thế nào cũng chưa có nhìn thấy mà đã bại. Ân, bây giờ còn chưa có thua, nhưng sắp rồi. Quả nhiên, chỉ sau vài phút, thôi trấn hải đã không thể không đầu hàng nhận thua bằng không hắn sẽ bị trận linh đánh chết tươi thánh hoàng lòng mang thiên hạ có thể bao dung thiên hạ nếu như ngươi chấp hành quy củ làm người thánh hoàng có thể tha cho ngươi thế nhưng nếu như ngươi phá hư luật pháp của đế quốc như vậy thánh hoàng sẽ lấy tính mạng của ngươi trận linh từ tốn nói ngươi có chịu phục không trong lòng thôi trấn hải không phục thế nhưng thực lực không bằng có thể làm như thế nào đây ta phục hắn gật gật đầu sắc mặt xám như gan heo hắn không nghĩ ra a à, mình từ trong lao tù trốn ra ngoài mặc dù còn lâu mới có thể xưng là cường giả thế nhưng thiên địa trong thế giới này vừa mới bắt đầu khôi phục làm sao xuất hiện quái vật giống như trần phong viêm cơ chứ đi tới hình bộ tự lĩnh tội phạt trước đi trận linh lại nói thôi trấn hải thiếu chút đã bạo động hắn là cường giả tiên đồ ở trong thiên hải tinh trước mắt thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm không ngờ lại còn phải đi tìm phàm nhân tự lĩnh tội phạt sao thế nhưng hắn dám nói không sao nếu hắn dám nói không như vậy trận linh sẽ dám giết hắn. Thôi Trấn Hải thở dài, gật gật đầu với nữ nhi, hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Trận linh lại nhìn về phía Lăng Hàn, nói, Lăng Hàn đứng ra nghênh đón ngoại địch, nâng cao quốc uy, đáng thưởng. Hắn điểm một ngón tay ra, lập tức có một vệt sáng chui vào trong cơ thể Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể giống như bị đun sôi, có lực lượng cường đại tràn trề không hiểu đang chấn động, thôi động cấp độ sinh mệnh tiến hóa. Ba, một đạo gông cùng xiềng xích đã bị phá vỡ. Tận dụng thời cơ, chương 3870, nhị cốt, Lăng Hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, đi thúc đẩy cỗ lực lượng này, tăng tốc quá trình cấp độ sinh mệnh tiến hóa. Tạp tạp tạp, xương cốt của hắn vang rền, giống như rắn lột ra vậy, lớp xương già nuôi nhanh chóng chóc ra, mà xương cốt mới xuất hiện thì hiện lên màu bạc nhàn nhạt, trình độ cứng cáp đã tăng lên rất nhiều. Ba, 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 ngày càng nhiều gông cùng xiềng xích bị đánh nát, cấp độ sinh mệnh tăng lên mạnh mẽ ngày càng có nhiều xương bị chóc ra khiến cho màu sắc của xương cốt mới càng chuyển hóa về hướng màu bạc khi xương cốt biến thành thuần màu bạc đó chính là nhị biến người bình thường xé một đạo gông cùng xiềng xích không sai biệt lắm là có thể bước qua một cảnh giới nhỏ nhiều nhất là hai đạo thế nhưng lăng hàn hiện tại đã xé mở chín đạo gông cùm xiềng xích xương cốt lại không có biến thành thuần màu bạc cực kỳ kinh người nhưng mà lực lượng trong cơ thể hắn lại sắp hao hết phải biết lần đột phá này cũng không phải là hắn tu đến đỉnh phong nhất cốt mà là bị cưỡng ép tạo thành bây giờ không có ngoại lực trợ giúp đương nhiên quá trình tiến hóa sẽ bị bỏ dở hơn nữa đột phá đến một nửa lại dừng lại chuyện này tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ ác liệt trận linh nhìn thấy việc này ở trong mắt hắn lần nữa duỗi ngón lại đánh ra một vệt sáng tiến vào trong cơ thể của lăng hàn lập tức lực lượng cuồn cuộn lại dâng lên sao cơ sở của tiểu tử này lại hùng hậu như thế chứ một đạo lực lượng của ta còn không có cách nào đẩy hắn lên tới nhị cốt a hắn lẩm bẩm nói cực kỳ nhân tính hóa Lăng hàn thì nhẹ nhàng thở ra tiếp tục dẫn dắt lực lượng trong cơ thể thúc đẩy cấp độ sinh mệnh tăng lên bên trong cỗ lực lượng này còn bao hàm khí tức sinh mệnh dù cho tiến hóa rất là tấn mãnh thì cũng không có làm bị thương căn cơ của hắn tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn vào đây là cơ duyên mà thánh hoàng ban thưởng cho lăng hàn a thế nhưng khi đối mặt với khiêu khích từ tử hồng tông lại có ai dám đứng ra chứ chỉ có lăng hàn, cho nên, người ta đạt được phần tạo hóa này đã bỏ ra cái giá cực lớn, thiếu chút đã bị một tên cường giả tiên đồ làm thịt A. À. Sắc mặt chư vị hoàng tử thì rất là khó coi, bọn hắn đã nghĩ đến, mặc dù Trần Phong Viêm đang bế quan, thế nhưng cũng đã bố trí vẹn toàn. Chỉ là những người làm nhi tử như bọn hắn đều nhát gan, điều này cũng làm cho bọn hắn quý cái mạng mình, không muốn sông lên phía trước, kết quả thì tốt rồi, vô duyên vô cớ để cho một người ngoài được lợi. Lại thêm quan hệ với Bích Tiêu Công Chúa ánh mắt các hoàng tử nhìn về phía lăng hàn càng thêm bất thiện cũng may còn có không ít hoàng tử thất thủ ở bên trong di tích cổ không thì hiện tại số lượng ánh mắt cửu thị lăng hàn sẽ càng thêm nhiều lăng hàn thì lại không thèm để ý hắn lợi dụng cỗ lực lượng này không ngừng xé tan gông cùng xiềng xích trong cơ thể sau một tiếng hắn mới ngừng lại nếu có người có thể nhìn thấu thân thể của hắn thì sẽ phát hiện ra xương cốt trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc nhị cốt lăng hàn đứng dậy phát hiện ra người trên quảng trường đã tản đi không ít Trận Linh cũng biến mất không biết tung tích. Bảy anh em hồ lô quay ở chung quanh bên cạnh hắn, sung làm hộ vệ, không cho bất cứ người nào tới gần. Trên thực tế, có Trận Linh lên tiếng, hiện tại ai dám gây bất lợi cho Lăng Hàn cơ chứ? Đi, Lăng Hàn nói, ừm, um, bảy đứa trẻ đều là gật đầu, đương nhiên lục hoa bị sự hoa lệ thu hút cho nên không chú ý. Lăng Hàn rời đi, đương nhiên những người còn lại càng không có lý do để ngây ngốc ở đây nữa, không có người nào mà không tản đi. Thế Nguyên, Người cảm thấy lăng hàn này như thế nào? Trong một góc có hai người, một già một trẻ, lão nhân khom lưng, có vẻ rất là tang thương, hắn hỏi người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói, nếu như hắn dùng thiên văn ngọc, ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, đánh nhau cùng cấp, tin rằng ta sẽ không thua. Lão giả cười ha hả thiên văn ngọc chính là bảo vật cấp bậc nhị tinh, người không thể địch nổi cũng là bình thường. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Tam gia gia, Triệu gia chúng ta cũng nên xuất thế a. À. Chờ một chút, chờ một chút, lão giả nói, đã đợi nhiều năm như vậy, còn thiếu một chút thời gian ấy hay sao? Hiện tại di tích cổ xuất thế chỉ là những môn phái nhỏ năm đó mà thôi. Nhiều nhất chỉ có tiên gốc nhị tinh tam tinh, dạng tiên gốc này Triệu gia ta cũng có. Chỉ là vì hoàn cảnh thiên địa cho nên luôn ở trong trạng thái hồi phục. Thế nhưng mấy ngày trước đây đã mọc ra mầm non, áp chế mấy ngàn năm này tự nhiên sẽ nghênh đón ra thời kỳ bộc phát kỳ trong khoảng thời gian ngắn sẽ kết xuất ra tiên quả. Đến lúc đó, người và mộ tông đều là người được ưu tiên nhất để phục dụng thực tiên quả. Thế tông, hiện tại cứ để cho những người này tranh đấu đến mức người chết ta sống đi. Mà mục tiêu của triệu gia chúng ta là tiên thụ, người được mẫu thụ sẽ được thiên hạ, người trẻ tuổi tên là triệu thế nguyên cung kính gật đầu, nói. Vâng, tam gia gia, chỉ là lăng hàn kia, ha ha, có tài đức gì mà được xưng là yêu nghiệt áp trời cơ chứ. Lão giả cười lạnh, trong ánh mắt có sát ý lẫm liệt. Thế Nguyên, chờ thời cơ chín mùi, người đi giết chết người này, về phần hồng thiên bộ kia thì cứ giao cho mộ tông. Ta đã hiểu, triệu Thế Nguyên gật gật đầu, hắn nhìn nơi mà lăng hàn biến mất, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Thời gian, không giờ, không không, thôi Trấn Hải bị trận linh trấn áp, sau khi tin tức này truyền ra đã dẫn phát ra chấn động mạnh mẽ ở trong các di tích cổ. Những cường giả tiên đồ thần bí xuất hiện kia không có người nào mà không sai phái người ra, cải trang thành người dùng đạo pháp tuyệt thế truyền thụ để làm môi nhử, mê hoặc người khác làm bọn hắn tự đi bái vào làm môn hạ của của bọn hắn. Chiêu này vô cùng hữu dụng, ai mà không muốn trở thành cường giả, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cơ chứ? Chỉ là các loại học viện trong đế đô rất khó để tiến vào, trước kia chỉ chiêu mộ quý tộc, hiện tại mặc dù đã bỏ hạn chế. Thế nhưng yêu cầu vẫn quá cao, ngăn một đám người ở bên ngoài cửa. Hiện tại có cường giả tiên đồ khai tông lập phái muốn truyền xuống đạo Pháp tuyệt thế, ai mà không vui sướng cơ chứ. chương 3871, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Lại nói, trước đó trận linh truyền ra ý Thánh Hoàng cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần không làm trái pháp luật của đế quốc, như vậy Trần Phong Viêm sẽ rộng lượng với người trong thiên hạ. Cho nên, những người bái vào những môn phái kia tu luyện cũng không có phản bội đế quốc. Trong lúc nhất thời, cả nước đều chấn động, có một lượng lớn người trẻ tuổi trước chia tay cố hương, bắt đầu đi tới những di tích cổ kia, để cầu thay đổi vận mệnh. Nhưng mà, đế đô tự nhiên rất là khác biệt, nghị sự trưởng đã ra nghiêm lệnh, cấm chỉ con cái của quan viên, tướng lĩnh đế quốc bái vào tông môn, chỉ có thể đưa vào trong học viện mà đế quốc mở mà thôi. Đưa ra quy định chết như vậy, tự nhiên không có người nào dám làm trái lệnh. Bái nhập tông môn không phạm pháp, thế nhưng việc không tuân lệnh dụ lại là tội lớn. Tu luyện cần tài nguyên, hàn môn khó ra quý tử, bởi vậy số lượng đệ tử mà những tông môn kia thu nhận có rất nhiều mà người có thể được xưng là nhân tài cũng rất ít, thiên tài càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật, bên trong Hàn môn cũng có thiên tài, chỉ là bởi vì điều kiện gia đình cho nên đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất. Hiện tại nếu muốn đuổi theo, không nói trước có được hay không, nhưng ít ra cũng phải bỏ ra đánh đổi gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Lăng Hàn chuyên cần khổ luyện, hiện tại thế giới này càng ngày càng náo nhiệt, cũng càng ngày càng loạn, toàn bộ đều phải nhờ uy thế của Trần Phong Viêm để trấn áp. Một khi có một ngày hắn bị đánh bại, như vậy thì xin lỗi, đế quốc cường thịnh nhất thời này sẽ sụp đổ, quần hùng cắt cứ, tiến vào thời kỳ phân tranh loạn thế. Cho nên, chỉ có bản thân cường đại mới có thể được tôn trọng, có được tự do. Hắn cùng cố cảnh giới vững chắc, sau đó mới bắt đầu tiếp tục tăng tu vi lên. Lần này là bị cưỡng ép tăng lên, khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình huống căn cơ bất ổn, cho nên nhất định phải sớm loại bỏ, không thể để lại hậu hoạn. Nhoáng một cái đã qua hai tháng, từ đầu đến cuối trần phong viêm cũng không có xuất quan, cũng không có hành động gì đối với những cường giả tiên đồ đột nhiên xuất hiện kia. Lúc này đã có ít người ngon nghe muốn động, hẳn Trần Phong Viêm cũng chỉ là trúc cơ cảnh, chỉ là bày ra thanh long đại trận ở đế đô, cho nên mới có thể lực áp được thôi Trấn Hải A. À. Thiên địa vừa mới bắt đầu khôi phục, có thể làm cho người ta bước vào trúc cơ đã là chuyện rất không dễ dàng rồi. Không có khả năng lại đột phá trúc cơ, theo tin tức đáng tin, yêu hoàng ngăn cản được Trần Phong Viêm 100 chiêu. Yêu hoàng mới vừa đúc thành nhân đạo cơ, cứ như vậy mà phỏng đoán, Trần Phong Viêm này chỉ là nhân cơ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong mà thôi. Nhiều nhất chỉ là dựng thành thiên đạo cơ, có lời đồn đại nổi lên bốn phía, quả thực cũng có chút cơ sở để tin tưởng. Bước đầu tiên của tiên đồ là trúc cơ sao, lang hàn thì thào, từ lời đồn đại nhìn vào, bên trên tầm bí chính là trúc cơ, đương nhiên, trúc cơ không biết mạnh mẽ hơn tầm bí gấp bao nhiêu lần. Sau khi đi qua tiên môn, cấp độ sinh mệnh tăng tiến rất mạnh, không có cách nào tưởng tượng ra được. Chỉ là, Ngày đó thử yêu từng nói tu vi của Trần Phong Viêm không chỉ là sinh đan cảnh A Trúc cơ là bước đầu tiên tiên đồ Như vậy sinh đan dù như thế nào cũng phải là bước thứ hai Mà Trần Phong Viêm chỉ ít cũng đứng ở trên bậc thang thứ ba của tiên đồ Hít, lang hàn nhe răng Từ trên lý luận mà nói Hoàn cảnh thiên địa hiện tại ngay cả trúc cơ cảnh cũng rất khó bồi dưỡng ra được Tỷ như yêu tộc cũng chỉ có một yêu hoàng đạt đến dạng cảnh giới này mà thôi Mà lãnh hải của yêu tộc có thừa nhất định tài nguyên chiếm hữu sẽ vượt xa nhân tộc. Cho nên, yêu tộc mới có thể lòng tin tràn ngập như vậy, muốn huyền Bắc quốc xưng thần với bọn chúng. Thế nhưng Trần Phong Viêm Cường Đại lại hoàn toàn không nói đạo lý ra được, đứng ở trên bậc thang thứ ba của tiên đồ thậm chí còn là vị trí cao hơn. Vậy hắn tu luyện như thế nào chứ? Nếu không phải ngày đó đã tận mắt nhìn thấy, Lăng Hàn cũng không thể tin được Trần Phong Viêm này lại lợi hại như vậy. Nếu chỉ là khổ tu, Lăng Hàn tuyệt không cho rằng Trần Phong Viêm có thể đạt tới thành tựu cao như vậy cho nên tất nhiên trong tay hắn đang nắm giữ lấy một bảo khố kinh người cho nên mới có thể khiến cho hắn bỏ xa xa những người khác một mình một ngựa tuyệt trần chỉ là đoán trường tài nguyên trong tay trần phong viêm cũng chỉ đủ cho một mình hắn sử dụng cho nên cho dù là các nhi tử của hắn cũng chỉ có tu vi có thể nói là bình thường còn xa không được xưng là yêu nghiệt hiện tại lời đồn đại nổi lên bốn phía bên trong giả cũng có thật bên trong thật lại có giả có lẽ cho dù nói ra những lời mà thử yêu nói ra thì những người kia cũng sẽ không tin a à. con người luôn luôn tin tưởng chuyện mà mình nguyện ý tin tưởng vô ý thức tránh đi tin tức gây bất lợi cho chính mình coi nó là giả cứ như vậy xem ra sự bình thản yên tĩnh trước mắt cũng không kéo dài được bao lâu sẽ lại có một trận bão tố kéo tới Lăng hàn lắc đầu bỏ qua tập niệm lại chuyên chú vào bản thân trải qua hai tháng hoàn cảnh biến hóa đặc biệt nhanh thiên địa lực trở nên càng lúc càng nồng nặc tu luyện làm ít mà ăn nhiều. Vốn cần tu luyện 2-3 ngày, hiện tại một ngày đã có thể đạt tới hiệu quả tương ứng. Chuyện này làm cho rất nhiều tân binh vừa mới đạp vào võ đạo có cơ hội đuổi theo, nếu như lại có thể có được mấy quả bảo quả, có lẽ rất nhanh đã có thể xuất hiện một nhóm lớn cao thủ minh văn cảnh trẻ tuổi. Tiến cảnh của Lăng Hàn cũng không chậm, hắn sắp đạt tới nhị cốt đỉnh phong. Hai tháng này tiến bộ lớn nhất của hắn chính là vận dụng đối với Thiên Văn Ngọc và Yêu Hầu Quyền. Thiên Văn Ngọc, hiện tại hắn chỉ cần 5 giây là đã có thể hoàn thành áp xúc trọng lược, hơn nữa sau khi bước vào nhị cốt, niệm lực của hắn lại có một chút tiến bộ, nhiều nhất có thể ép Thiên Văn Ngọc đến tình trạng 2 cân 8 lượng. Mặc dù chỉ là tiến bộ 2 lượng, thế nhưng từ trên cơ sở 3 cân giảm xuống 2 lượng, đây chính là tiến bộ hơn 6% A. Đáng tiếc, tốc độ của Thiên Văn Ngọc vẫn không thể nào đột phá gấp 10 lần vận tốc âm thanh, chuyện này khiến cho Lăng Hàn cảm thấy tiếc nuối. Trường 3872, chúc ba cơ sở 1. Yêu hầu quyền, hiện tại từng quyền của hắn đánh ra đều có một đầu yêu hầu xuất hiện, cực kỳ ngang ngược, ra chỉ lực quyền, càng tăng cường lực phá hoại. Đúng lúc này, rốt cục đã có thế lực không kìm nén được nữa mà tiến vào đế đô. Đây là hốn nguyên tông, một lão giả mang theo một người trẻ tuổi đi tới cửa học viện đế đô, không nói gì làm cái gì, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, ngăn chặn đường ra vào. Lập tức có thủ vệ đi lên đuổi người, kết quả người ta nói lần này là tới khiêu chiến học sinh ưu tú trong học viện một đấu một đơn đấu, nếu như có người nào có thể ở trong cùng cảnh giới hoặc là cùng tuổi thắng tên người trẻ tuổi kia. Như vậy bọn hắn sẽ phủi mông một cái rời đi, nếu không, bọn hắn sẽ ngăn cửa 10 ngày ở đây. Tin tức truyền ra, lập tức đã dẫn phát chiến ý của học sinh trong học viện, cả đám nhao nhao đi ra khiêu chiến. Kết quả, bất kể là ai xuất thủ, đều bị tên người trẻ tuổi kia nhẹ nhõm đánh bại. Tin tức này giống như một cơn gió truyền khắp đế đô. Hỗn Nguyên Tông đến đây khiêu khích không ngờ học viện đế đô lại không người nào có thể địch lại nổi đây là một cái tát rất nặng vào mặt học viện đế đô là nơi hội tụ toàn bộ học sinh cực kỳ ưu tú trong huyền bắc quốc thế nhưng lại không địch lại một đệ tử tông môn đột nhiên xuất hiện hay sao như vậy học viện đế đô còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa chứ học viện đế đô bị người ta ngăn cửa không người nào có thể thắng chuyện này vừa nhìn là học viện đế đô vô năng trong một cái học viện to như vậy mà không tìm ra một người có thể đánh thắng toàn bộ đều là phế vật nhưng lại suy nghĩ một chút học viện đế đô là nơi hội tụ toàn bộ thiên tài trong quốc gia nơi như vậy mà cũng không tìm ra người có thể đánh thắng đối phương chẳng lẽ thật sự là không có thiên tài sao hay là nói học viện vô phương dạy bảo không dạy được người chứ nếu như là khả năng sau vậy thì sau này ai còn muốn tiến vào học viện đế đô học viện tốt nhất tượng trưng cho đế quốc này còn không bằng một hỗn nguyên tông hay sao đúng vậy về sau khi tất cả mọi người chọn đường võ đạo nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc hỗn nguyên tông mà không phải là học viện Đế Đô. Đây là muốn làm suy yếu sự thống trị của Huyền Bắc quốc từ cội nguồn a. Có Hỗn Nguyên Tông, về sau sẽ lại còn có một Thanh Thiên Tông, Hải Hà phái gì gì đó, tiếp tục ngăn cửa, hoàn toàn đánh nát danh vọng của học viện Đế Đô rơi xuống Đài a. Cứ như vậy, học viện Đế Đô còn thu hút được nhân tài tới hay sao? Sau khi Lăng Hàn biết được không khỏi lau mắt mà nhìn đối với một già một trẻ này của Hỗn Nguyên Tông. Chiều này thật sự rất là độc ác hết lần này tới lần khác từ bề ngoài nhìn vào còn không tìm ra được một chút chỗ hở nào. Người ta căn bản không có phá hỏng luật pháp của đế quốc, sao có thể chỉ tội cơ chứ? Bên đế đô, quả thực thiên tài chân chính không nhiều, ngoại trừ hai yêu nghiệt áp thiên như Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ ra cũng chỉ có mấy tên hoàng tử. Bên yêu tộc cũng không thiếu thiên tài, nhưng sự thần phục của bọn hắn vốn đã là không cam lòng không muốn. Lúc này còn muốn bọn hắn dốc sức hay sao? Ha ha, cũng không lâu sau đã có tin tức truyền ra, hồng thiên lượng muốn xuất thủ nói đến hồng thiên lượng mặc dù hắn là cháu trai của hồng thái sư bản thân cũng có thể được xưng tụng là thiên tài thế nhưng thật ra là một nhân vật bi kịch trường kỳ sống ở dưới bóng ma của huynh trưởng hắn qua nhiều năm như vậy mà vẫn có thể giữ được ý chí chiến đấu dâng trào muốn vượt qua hồng thiên bộ kỳ thật chuyện này cũng rất không dễ dàng chỉ là trước có hồng thiên bộ sau có lăng hàn đều là núi lớn mà hắn không thể vượt qua chắc hẳn nhất định hắn rất là phiền muộn hiện tại Hồng Thiên Lượng đứng ra nghênh đón thiếu niên hỗn nguyên tông, chẳng lẽ lại muốn Đông Sơn tái khởi hay sao? Lăng Hàn cảm thấy thú vị, mà hắn cũng cho rằng không thể để cho hỗn nguyên tông tiếp tục náo loạn như thế. Nếu như Hồng Thiên Lượng không thể giải quyết, hắn sẽ ra tay. Ngày thứ hai, Lăng Hàn đã dẫn mấy đứa trẻ đi ra ngoài, chạy tới học viện đế đô. Lúc này ở nơi này đã có rất nhiều người tới, ngay cả các hoàng tử cũng tới không ít, mỗi một người đều rất kích động. Trước đó có Lăng Hàn chống lại tử Hồng Tông, đánh chết thôi trường vận, mặc dù đã chọc tới cường giả tiên đồ như thôi chấn hải. Thế nhưng cuối cùng vẫn biến nguy thành an, còn có được cơ duyên lớn lao. Cho nên, lần này chư vị hoàng tử đều muốn giành lại cái sinh ý này. Chỉ là người tuổi trẻ kia thực sự rất mạnh, bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc thủ thắng, cho nên mới một mực quan sát, ý đồ tìm ra nhược điểm của người tuổi trẻ kia. Chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, nơi không đủ chính là đệ tử học viện xuất chiến trước đó quá yếu, Căn bản không có cách bước thực lực của người tuổi trẻ kia ra ngoài. Người ta chỉ là tiện tay đánh đấm, tự nhiên cũng không có khả năng để lộ ra sơ hở. Hồng Thiên Lượng thì lại không giống vậy, dù như thế nào thì hắn cũng là thiên tài đời thứ nhất, mặc dù không sánh kịp Lang Hàn và Hồng Thiên Bộ. Thế nhưng dù thế nào cũng có thể bước mấy phần thực lực chân chính của người tuổi trẻ kia ra A. À. Cho nên, các hoàng tử cũng tới không ít, tất cả đều chờ Hồng Thiên Lượng làm đá thử kiếm, sáng tạo cơ hội cho bọn hắn. Lăng Hàn đã sớm đến. Hắn ngồi ở trên cái nhánh cây thô to, cách mặt đất rất cao, tầm mắt rất rộng lớn. Mà bảy anh em hồ lô đều ngồi ở bên cạnh hắn, bên trong miệng đều ngậm đồ ăn vặt, cho dù là tam hoa kiêu ngạo cũng không ngoại lệ, hiển nhiên đã bị Lăng Hàn làm hư. Lão đầu kia cũng là cường giả tiên đồ, đứng ở trên bậc thang thứ nhất. Nhị Hoa nói, Lăng Hàn gật đầu, như vậy hẳn lão đầu này cũng là Trúc Cơ cảnh, chỉ là trước đó hắn nghe nói Trúc Cơ còn phân ra cái gì mà nhân đạo cơ, thiên đạo cơ. Thế nhưng lại không biết cảnh giới cụ thể của lão đầu này là gì. A, à, ta nhớ ra rồi." Đại Hoa vỗ hai tay, nói, "Bậc thang thứ nhất của Tiên Đồ chính là trúc cơ cảnh, xây dựng cơ sở tiên đạo. Con người khác nhau sẽ có cơ sở khác nhau, nền tảng bình thường nhất chính là nhân đạo cơ, nhưng mà khi làm cho cơ sở nhân đạo cơ đến viên mãn, kỳ thật cũng có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn." Chương 3873, trúc ba cơ sở hai. Nhưng có ít người thiên phú dị bẩm sau khi xây dựng nhân đạo cơ còn có thể lại trúc cơ một cơ sở, xưng là thiên đạo cơ. Còn có một chút người được trời yêu ái, có thể đánh vỡ cực hạn, tu ra đạo nền tảng thứ ba, chính là cực đạo cơ sở. Nền tảng trúc cơ càng nhiều, cơ sở tiên đạo sẽ càng hùng hậu, về sau cũng có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn, đánh vỡ càng nhiều cực hạn hơn nữa. Lăng Hàn A một thoáng, khó trách lời đồn đại nói thôi Trấn Hải là trúc nhân đạo cơ, mà Trần Phong Viêm rất có khả năng đã trúc thiên đạo cơ, hóa ra là như thế hắn nhìn lại về phía người trẻ tuổi kia nhãn thuật được phát động đã thấy được một chút đồ vật dùng mắt thường bằng phàm thai không nhìn ra được huyết khí của người trẻ tuổi này vô cùng vừa như là một cái lò lửa vậy cháy hừng hực xương cốt cả người đều là màu trắng mà chỗ ngực thì có thể nhìn thấy bốn ký hiệu chấp động lên uy năng rất đáng sợ tứ văn hơn nữa khi hắn còn cực cốt cảnh đã đạt đến lục cốt nếu không nếu là ngũ cốt đột phá như vậy xương cốt của hắn phải là màu thất thải khó trách dám chạy đến nơi này ngăn cửa quả thực thực lực rất bất phàm. Hồng thiên lượng đã tới, có người đột nhiên nói, lập tức, đám người nhao nhao tản ra, giống như là chúng tinh cùng nguyệt, tách ra đón một người trẻ tuổi, chính là Hồng thiên lượng. Mấy tháng không gặp, khí thế của Hồng thiên lượng càng thêm thâm trầm, nhưng ngẫu nhiên tràn lan một chút lại mãnh liệt như nước thủy triều. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, đã hiểu rõ tu vi của Hồng Thiên Lượng này. Tam cốt, tốc độ tiến cảnh này thật sự rất là nhanh, nhưng cho dù người tuổi trẻ kia áp chế tu vi đến cực cốt cảnh, lục cốt đánh tam cốt cũng là hoàn ngược dù sao lúc hồng thiên lượng còn thông mạch hoán huyết cảnh cũng không có chân chính đột phá cực hạn hồng thiên lượng lại tràn ngập tự tin rất nhanh hắn đã đi tới trước mặt một già một trẻ sau đó dừng lại ngươi cũng là người của học viện đế đô người trẻ tuổi hỏi hồng thiên lượng tốt nghiệp từ học viện đế đô hồng thiên lượng gật gật đầu người trẻ tuổi hơi kinh ngạc nói ngươi không phải là hồng thiên bộ cũng không phải lăng hàn hồng thiên lượng lập tức giận dữ lời này của ngươi là có ý gì cho rằng chỉ có hai người này mới xứng làm đối thủ của ngươi hay sao ta là hồng thiên lượng hắn cường điệu nói người trẻ tuổi cười một tiếng nói nể mặt ngươi miễn cưỡng có thể tính là đối thủ của ta nên ta cho ngươi biết tên của ta la cẩm đường hồng thiên lượng lạnh lùng đến đánh đi ngươi là tam cốt nếu như ta ép tu vi đến cực cốt cảnh chưa hẳn ngươi đã ngăn cản được một chiêu của ta la cẩm đường trầm ngâm nói như vậy đi ta cũng áp chế lực lượng đến tam cốt a sắc mặt hồng thiên lượng càng thêm khó coi tam cốt này của hắn tuyệt đối có được chiến lược ngũ cốt thậm chí rất nhiều ngũ cốt cũng không phải là đối thủ của hắn thế nhưng la cẩm đường lại còn nói hắn không tiếp nổi một chiêu của đối phương sao chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không giận được cơ chứ thế giới này lấy đâu ra nhiều thiên tài như vậy a à? chẳng lẽ người người đều là hồng thiên bộ hay là lăng hàn hay sao người cứ ba hoa trích trẻ đi chờ sau đó thua sẽ rất mất mặt a à? hắn từ tốn nói lửa giận lại hừng hực La cẩm đường ngoắc ngón tay, ra tay đi, hồng thiên lượng hít một hơi thật sâu, xương cốt trong cơ thể cũng có chút phát sáng, hắn uốn lượn thân thể, giống như hóa thành một đầu mãnh thú. Có chút y tứ, la cẩm đường có chút kinh ngạc, nói, đây là, địa linh bá thú công, hồng thiên lượng không khỏi biến sắc, ngươi lại nhận ra môn công pháp này của ta, đây là thứ mà hồng thiên bộ truyền cho hắn, là chiếm được từ bên trong di tích cổ A. Vì sao người này lại nhận ra được cơ chứ? Ha ha, cũng không phải thượng cổ kỳ công gì cả cho nên nhận ra thì có gì là kỳ quái cơ chứ la cẩm đường thờ ơ nói hồng thiên lượng hừ lạnh một tiếng nói khoác mà không biết ngượng ta sẽ khiến cho ngươi biết rõ việc xuất khẩu cuồng ngôn sẽ có kết cục gì hắn giết ra ngoài sau đó đánh một quyền về phía la cẩm đường một màn quỷ dị xuất hiện mặt đất phản vẹo ở phía sau la cẩm đường có một tên người đá phá đất mà lên đồng thời cũng cua nắm đấm đánh về phía la cẩm đường thạch nhân này còn cao lớn hơn nhiều ước chừng cao 10 trượng, một nắm đấm đã lớn hơn so với người của La Cẩm Đường. Không ngờ cũng câu thông năng lượng tầng thứ cao, toàn bộ nắm đấm đều được quang mang đen thẫm bao bọc. La Cẩm Đường cười nhạt một tiếng, tùy ý đánh ra một quyền về phía hậu phương, phanh, kinh lực đánh tới, người đá kia lập tức bị đánh cho vỡ nát. Lúc này Hồng Thiên Lượng đã giết tới, La Cẩm Đường đá ra một cước, đánh thẳng tới mặt của Hồng Thiên Lượng. Rõ ràng là muốn làm đối phương nhục nhã, rõ ràng hắn có thể dùng chân hóa giải công kích của người đá, lại có thể dùng nắm đấm để đối phó với hồng thiên lượng thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đánh tới ý nhục nhã này hết sức rõ ràng hồng thiên lượng nổi giận gầm lên một tiếng nắm đấm hung hăng đánh xuống phanh quyên chân tấn công lập tức dẫn phát ra một đạo sóng năng lượng lan tràn về bốn phương tám hướng sau đó đã thấy hồng thiên lượng lảo đảo trở ra về phía sau trọn vẹn lui 11 một bước mới dừng lại được đây là lực lượng tam cốt của ngươi sao vẻ mặt hồng thiên lượng tràn ngập vẻ kinh sợ không sai la cẩm đường gật đầu vẻ mặt hồng thiên lượng nghiêm nghị tam cốt đấu với tam cốt về mặt sức mạnh hắn không bằng như vậy đã nói rõ cơ sở của đối phương so với mình còn hùng hậu chắc chắn hơn bất quá hắn cũng không e sợ chiến mặc dù lực lượng là bộ phận quan trọng nhất bên trong chiến lược thế nhưng cũng không phải là toàn bộ lại đến hắn lại phát động công kích bên trong từng quyền đánh ra khắp mặt đất liên tiếp có người đá xông ra vùng quyền ra đánh tới chỗ của la cẩm đường Lần này không thể không phòng, bởi vì trên nắm tay của người đá quấn quanh năng lượng tầng thứ cao, bị đánh vào trên một quyền cũng không phải chỉ nói chơi. Chỉ là, lúc này đã có thể nhìn ra La Cẩm Đường cường đại, một quyền tùy ý của hắn đã đánh nát người đá, thậm chí miệng hét lớn một tiếng, uy lực sóng âm rất đáng sợ cũng có thể làm cho người đá vỡ nát. Sau khi hắn ngăn cản mấy chiêu đã bắt đầu phản kích. Chương 3874, Hồng Thiên lượng lại bại. Phanh, phanh, phanh đừng nhìn dáng người của hắn rất là thon dài thế nhưng tấn công lại rất là bá đạo giống như một đầu man như mạnh mẽ đâm tới phía trước lần này hắn ra tay hồng thiên lượng lập tức rơi vào thế hạ phong không hơn trăm chiêu hắn đã bị một quyền đánh bay nếu là sinh tử chiến đương nhiên hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu thế nhưng chỉ là luận bàn hắn đã thua hết sức rõ ràng vẻ mặt hắn tràn ngập vẻ ảm đạm và thất lạc nhưng lại không thể không nói ta đã thua lúc trước chỉ có một hồng thiên bộ đặt ở trên đầu của hắn về sau lại thêm một lăng hàn, mặc dù yêu tộc có nhiều thiên tài. Thế nhưng dù sao cũng là dị tộc, hơn nữa ai cũng biết, yêu tộc ở dưới tiên đồ rất là cường đại, không bằng cũng là chuyện rất bình thường, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Nhưng bây giờ lại chạy ra một la cầm đường, mười phần nhẹ nhõm đã đánh bại hắn. Chuyện này đã đâm vào tim của hắn rất là nghiêm trọng. Thần kinh của Hồng Thiên Lượng đã rất cường đại, gắng ngượng vượt qua đả kích từ Hồng Thiên Bộ, lại gắng ngượng qua đả kích của Lăng Hàn. Thế nhưng quá tam ba bận, lần đà kích này đã khiến cho ý chí chiến đấu của hắn hoàn toàn rơi xuống hắn quay người rời đi thất hồn lạc phách la cẩm đường cười nhạt một tiếng không để ở trong lòng một chút nào hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống giống như cũng không có chuyện gì xảy ra vậy la cẩm đường này thật đúng là thâm bất khả chắc hồng thiên lượng lại không thể bước ra thực lực chân chính của hắn a thập tam hoàng tử nhíu mày điện hạ thực lực của đối phương đã sâu cạn khó giỏ hay là không nên lỗ mãng thì tốt hơn nếu như ngài thắng thì còn tốt, vạn nhất bại, đả kích đối với uy vọng của ngài sẽ rất lớn a. À. Phụ tá ở bên cạnh hắn nói, thập tam hoàng tử lắc đầu, lúc trước thôi trường vận hoành hành bá đạo, cô vương cũng quý trọng thân thể không có xuất thủ, kết quả lại bỏ lỡ một cọc cơ duyên. Đây là khảo nghiệm của phụ hoàng đối với chúng ta, dù là thua, chỉ ít cũng phải biểu thị cô vương có dũng khí chiến một trận, địa vị trong lòng phụ hoàng sẽ được tăng lên. Thiên cơ, người không hiểu rồi, phụ hoàng mạnh có một không hai trên đời này, chỉ cần hắn nói để cô vương kế thừa đế vị, như vậy cho dù cô vương chính là một kẻ ngu ngốc thì cũng có thể ngồi vững vàng trên đại vị. Điện hạ anh Minh, tên đồng liêu này vội vàng vuốt mông ngựa, thập tam hoàng tử đã quyết định, lập tức xảy bước đi ra, bước đi về phía la cẩm đường. Thập tam hoàng tử động, hắn muốn khiêu chiến la cẩm đường sao? Đây chính là dòng dõi của thánh hoàng, thực lực tuyệt đối bất phàm. Thập tam điện hạ uy vũ, đám người xì xào bàn tán, sau một lúc lập tức trợ uy cho thập tam hoàng tử. Trên mặt Thập Tam hoàng tử mang theo nụ cười, liên tiếp gật đầu với người xung quanh, ra vẻ ung dung không vội. Lăng Hàn cũng có chút hứng thú, hắn chỉ biết đại hoàng tử chính là thần thể, bây giờ đã là bước vào tầm bí cảnh, mà thất hoàng tử thì am hiểu tinh thần lực, đạt đến cái gọi là cảnh giới đại thành. Hiện tại lại có một hoàng tử bài danh ở phía trên muốn xuất thủ, chuyện này khiến cho hắn rất là chờ mong. Hắn phát động nhãn thuật, chỉ thấy xương cốt cơ thể của Thập Tam hoàng tử hiện lên màu thất thải mà trong lồng ngực thì có năm nơi hiện lên minh văn. Ngũ cốt đột phá minh văn cảnh đỉnh phong, lang Hàn nói ở trong lòng, thập tam hoàng tử còn không có bước vào khai khiếu cảnh. Nếu không, quanh người hắn sẽ có khiếu huyệt, hiện tại cũng không nhìn thấy ở một chỗ nào, hiển nhiên còn đang ở trong minh văn cảnh. Hoàng tử đương chiều, la cẩm đường mở to hai mắt, nhưng cũng không có đứng dậy, chỉ hỏi thập tam hoàng tử. Thập tam hoàng tử cười nhạt một tiếng, cô vương trần quan hương, xếp hạng 13, hóa ra là thập tam điện hạ, cuối cùng la cẩm đường cũng đã đứng lên thánh hoàng tử không biết chiến lực cường đại bao nhiêu a à? cô vương chỉ là ngũ văn cảnh thập tam hoàng tử nói la cẩm đường gật gật đầu tại hạ là tứ văn cảnh đều không cần áp chế tu vi vừa vặn thỏa thích chiến một trận mời mời sau khi hai bên nói chuyện một tiếng đã lập tức xuất thủ kịch chiến thập tam hoàng tử với tư cách là thân tử của thánh hoàng hơn nữa bài danh ở phía trên cho nên đương nhiên có kế thừa mấy phần huyết mạch của trần phong viêm chiến lược rất là cường đại, mà hắn cũng hoàn toàn khác biệt với thất hoàng tử. Hắn am hiểu cận thân vật lộn, quyền đả, khuỷu tay đụng, đầu gối ủi, công kích thiên biến vạn hóa, giống như mỗi một bộ vị trong thân thể đều có thể hóa làm vũ khí. La Cẩm Đường thì sử dụng một bộ trưởng pháp, trung dung bình thản, lại thủ được tới mức bốn bể yên tĩnh. Song phương thăm dò lẫn nhau một hồi, sau đó đều ra tuyệt chiêu, chiến đấu trở nên cực kỳ kịch liệt. Lăng Hàn quan sát say sưa ngon lành, thực lực của hai người này cũng không yếu, hơn nữa đều là minh văn cảnh, có phương thức chiến đấu rất đặc biệt. Vẫn đáng giá để học tập một chút, thời gian, không giờ, 40, thông mạch cảnh, chỉ là tăng lên lực lượng, tối đa cũng chỉ phóng lực lượng ra ngoài, mà tới hoán huyết cảnh, sát khí đã có thể dùng làm vũ khí, mà sau khi huyết khí sôi trào, lực lượng có thể tăng lên gấp 2-3 lần, lực bộc phát rất kinh người. Thứ mà cực cốt cảnh tăng lên là lực phòng ngự, cường hóa xương cốt, so với tinh thiết còn kiên cố hơn. Chỉ là đây là bị động, hơn nữa thứ tăng cường chính là năng lực phòng ngự. Thứ mà minh văn cảnh tăng lên lại là cái gì chứ? Hay, thập tam hoàng tử hét lớn một tiếng, trong cơ thể có năm đạo minh văn phát quang, hắn lại đánh ra một quyền, chỉ thấy lực quyền phun trào, không ngờ cũng phụ lên năm minh văn đánh tới chỗ của la cẩm đường. La cẩm đường không dám khinh thường, đá ra một cước, kinh lực lập tức hóa thành hình thái một chân chữ ya, cũng có minh văn chấp động, nghênh đón lực quyền. Phanh, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức cùng bị chôn vùi. Sắc mặt Thập Tam hoàng tử không khỏi trầm xuống, hắn đã toàn lực đánh ra một kích, thậm chí đã vận dụng Minh văn, thế mà chỉ có thể liều mạng ngang tay cùng đối phương mà thôi. Phải biết rằng hắn là Ngũ văn, đối phương lại chỉ là Bốn văn. Dù đối phương cũng toàn lực ứng phó, như vậy cũng đã chứng minh mình không bằng đối phương. Mà nếu như La Cẩm Đường còn có dư lực, như vậy Thập Tam hoàng tử khẽ lắc đầu, không để cho mình nghĩ tiếp nữa. Chương 3875: Hoàng tử xuất thủ. La Cẩm Đường mỉm cười, thực lực của điện hạ tại hạ đã biết đại khái vậy cũng xin điện hạ lãnh giáo một chút thực lực của ta a à. hắn bắt đầu bộc phát chiến lực lập tức tăng lên rất nhiều oanh 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 chỉ trong mấy chục chiêu thập tam hoàng tử không thể không nhận thua la cẩm đường ra tay rất có chừng có mực tới điểm là thôi lang hàn biết rõ cũng không phải là la cẩm đường có tâm địa tốt mà là bởi vì có uy danh của trần phong viêm ở đó chỉ cần một ngày vị đại đế này không bị đánh bại như vậy ngày đó sẽ không có người nào tiến lên đánh vỡ luật pháp của đế quốc, chí ít ở đế đô sẽ là như thế. Thập Tam hoàng tử ảm đạm rời đi, dẫn tới tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Ngay cả hoàng tử cũng bại, oanh, 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 tiếng bước chân âm trầm vang lên, lại một vị hoàng tử tiến lên. Cửu hoàng tử, đám người kinh hô, ai cũng biết, hoàng tử bài danh phía trên đều rất là lợi hại, nhất là người xếp hạng 10 vị trí đầu. Cho nên, mặc dù Thập Tam hoàng tử bại, thế nhưng nếu cửu hoàng tử xuất thủ, vẫn rất có phần thắng A. Lăng Hàn mở nhãn thuật, cẩn thận dò xét cửu hoàng tử. A, à, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì xương cốt của cửu hoàng tử đã không phải là ngũ cốt thất thải, cũng không phải lục cốt màu trắng, mà là một màu đen kịt, rất quỷ dị. Trong lồng ngực có năm nơi có minh văn, quanh thân thì có 17 khiếu huyệt phát quang. Khai khiếu cảnh, quả nhiên, hoàng tử bài danh phía trên đều không phải là đèn cạn dầu, ngoại trừ thất hoàng tử ra, lại xuất hiện một hoàng tử đạt tới khai khiếu cảnh. Thế nhưng xương cốt màu đen là cái gì quỷ cơ chứ? Lăng Hàn bảo nhị hoa cùng quan sát, vị này mới thật sự là hỏa nhãn kim tinh A. Đó là hắc thiết biển sâu, bị hắn dung nhập vào bên trong xương cốt. Nhị hoa nói, có ý tứ, người này hẳn là tu gia thần thông từ hậu thiên, có thể dung hợp kim loại. Trong khi nói chuyện, cửu hoàng tử đã đứng ở trước người của La cầm Đường. Cô Vương Trần Hạo, xếp hạng thứ 9, khai khiếu cảnh. Cửu hoàng tử nói, "Cô vương sẽ tự phong tu vi khai khiếu cảnh, xin điện hạ chỉ giáo." La Cẩm Đường đứng dậy, "Cẩm Đường, không nên khinh thường." Lão giả bên cạnh luôn ngồi xếp bằng đột nhiên mở miệng. Hắn không nói lời nào, cơ hồ đã khiến cho người ta quên đi còn có một tồn tại như vậy. Thế nhưng vừa mới mở miệng, hình tượng của hắn lập tức đã trở nên cao lớn hơn, đặt nặng ở trong lòng của mỗi người, có một loại một ngạt không nói ra được thành lời. Đây chính là cường giả tiên đồ a." La Cẩm Đường kinh ngạc không ngờ trưởng bối của mình thế lại nhắc nhở mình phải cẩn thận một chút điều này đã nói rõ thực lực của cửu hoàng tử hẳn rất là kinh người chí ít đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn hắn không dám khinh thường nói xin chỉ giáo cửu hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng bỗng nhiên đấm ra một quyền đập tới chỗ của la cẩm đường một quyền này đánh ra khuấy động phong vân dường như cũng muốn làm cho không gian bị xé rách la cẩm đường kinh ngạc sao uy lực của một quyền này lại lớn như thế cơ chứ hắn không có sợ mà ra quyền nghinh đón. Phanh, hai nắm đấm va và chạm vào nhau, sắc mặt la cẩm đường lập tức kịch biến, thân thể hắn nhảy lên, kéo giãn khoảng cách với cửu hoàng tử. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quyền của mình đã lõm vào, hiển nhiên xương cốt cũng đã bị đánh gãy. Hắn không khỏi kinh ngạc, lực quyền của đối phương cũng không có cường đại hơn mình. Thế nhưng một quyền lại có thể đánh gãy xương cốt của mình, có nghĩa là xương cốt CC đối phương vô cùng cổ quái, có lực phá hoại rất mạnh cho nên mới có thể dưới một kích đã khiến cho xương cốt của hắn bị xé rách la cẩm đường vận chuyển bí lực chữa trị qua loa thương thế một chút đương nhiên trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn khôi phục thế nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới chiến đấu là được rồi cửu hoàng tử cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết có vẻ cực kỳ thô kệch xương cốt của cô vương đặc biệt cứng rắn liều mạng cùng cô vương người quá không sáng suốt rồi câu này hiển nhiên là cố ý châm chọc trước khi không có giao thủ Ai biết xương cốt của người é cứng rắn đến tình trạng như vậy chứ? Hơn nữa còn có được lực phá hoại cường đại như vậy à? La cẩm đường lắc lắc tay. Lúc này tự nhiên hắn đã hiểu tại sao trước đó trưởng bối lại bảo hắn không thể khinh thường. Hắn mỉm cười. Không nghĩ tới điện hạ lại tu ra một môn thần thông. Thần thông. Nghe thấy hắn nói như thế, phần lớn người đều có chút mờ mịt. Thần thông là thứ đồ gì chứ? Nhưng khuôn mặt đám người như tam hoàng tử, ngũ hoàng tử lại siết chặt. Tự nhiên bọn hắn biết rõ thần thông là cái gì. Mặc dù thần thông thành tựu từ hậu thiên không có cách nào so sánh được với tiên thiên, thế nhưng đã có thể được xưng là thần thông, đương nhiên không giống bình thường a. À. Sao lão Cửu lại vô thanh vô tức tu ra thần thông cơ chứ? Cửu hoàng tử lại cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, rất là chất phác. Cho nên, người cũng nên cẩn thận, tại hạ sẽ làm vậy. La Cẩm Đường gật gật đầu, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn một chút, cơ thể có quang hoa lưu chuyển, tạo thành một cái chuông ở xung quanh người hắn, bên trên chuông có từng cái văn tự cổ điển thế nhưng mặc cho ai cũng không nhận ra được, cửu hoàng tử hét lớn một tiếng, vẫn đánh một quyền về phía la cầm đường. Phanh, thiết quyền nặng nề đánh vào trên cái chuông, thế nhưng chiếc chuông này chỉ run rẩy một thoáng, cũng không có vỡ vụn. Cửu hoàng tử cũng không chấn kinh mà hát sơ nhếch miệng mỉm cười, chiếc chuông rung động, chỉ thấy một vệt kim quang chui vào bên trong nắm đấm, sau đó chiếc chuông đã trở nên ảm đạm. Trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, đã bị phá giải, cửu hoàng tử lại vung ra một quyền, lực lượng vang vọng vô cùng nặng nề la cẩm đường vội vàng lui lại tránh thoát một quyền này hắn kinh ngạc nói thật sự là đã đánh giá thấp môn thần thông này của điện hạ hóa ra còn có thể thôn phệ canh kim khí a cửu hoàng tử nhếch miệng cười không sai bất luận năng lượng kim hệ gì thì cô vương đều có thể thôn phệ Lăng hàn cũng cả kinh năng lực này có chút đáng sợ a à. tam hoa thì suy một tiếng bất quá chỉ là một môn thần thông nho nhỏ nuốt kim loại mà thôi căn bản không có chỗ xếp hạng chỉ cần đánh ra năng lượng kim loại vượt qua cực hạn dung hợp của hắn thì vẫn có thể làm cho hắn trọng thương. Nàng chính là thân thể tường đồng vách sắt chân chính, có lẽ có chút hiệu quả như là cửu hoàng tử, cho nên vô cùng khinh bỉ hắn. Chương 3876, nửa cái chữ cổ. Lăng Hàn cười một tiếng, tam hoa kiêu ngạo, ở trong mắt nàng, cho dù là Trần Phong Viêm thì có lẽ cũng chỉ có thể đạt được một đánh giá không tệ mà thôi. Điện hạ, thử lại chiêu này của tại hạ lần nữa đi. La Cẩm Đường phản kích, một trường đánh ra, oanh, không khí cũng bị nhen nhóm, hóa thành một đầu hỏa long, đánh tới cửu hoàng tử. Hỏa long đánh tới, cửu hoàng tử không tránh không né, trực tiếp vào tới. Oanh, liệt diếm cuốn qua, làn da trên người hắn đều biến thành màu đỏ thắm, rõ ràng đã bị bỏng. Thế nhưng hắn lại không phát giác ra được gì, vẫn tiếp tục phóng đi về phía la cẩm đường, giống như là một con trâu đã phát cuồng, muốn dùng tư thế dã man nhất để đụng đổ đối thủ. Lăng Hàn cũng có chút giật mình, gia hỏa này đã tu thể phách tu đến trình độ kinh khủng bực nào cơ chứ. Không ngờ ngay cả năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao cũng không thiêu đốt được hắn. Cơ thể dung hợp hắc thiết biển sâu, bản thân cực kỳ lạnh lẽo, ở một mức độ rất lớn đã giải quyết được nhược điểm sợ lửa. Đại Hoa đưa ra lời bình, tứ Hoa khinh thường, nếu như ta phun ta một đạo hỏa diễm, bảo đảm hắn không gánh chịu được. Ừm, mấy đứa trẻ còn lại đồng thời gật đầu, biểu hiện ra vẻ rất là tán đồng. Các nàng đều là tiên thiên thần thể, hỏa diễm mà tứ oa phun ra đương nhiên viễn siêu năng lượng tầng thứ cao phổ thông. La cẩm đường liên tục lui lại, không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hưng phấn, nhao nhao phất cờ hò reo. Không hổ là thân tử của Thánh Hoàng, Hoàng tử xếp hạng 10 vị trí đầu, quá đã. Lăng Hàn lại không xem trọng cửu Hoàng tử, bởi vì la cẩm đường quá mức chấn định, quá thong dong hiển nhiên bởi vì không hiểu rõ môn thần thông này của cửu Hoàng tử cho nên mới có thể chỉ trốn như vậy thế nhưng tình huống như vậy không có khả năng một mực tiếp diễn như vậy. Quả nhiên, sau mấy chục chiêu, La Cẩm Đường đã nở nụ cười, bỗng nhiên xuất thủ phản kích. Phanh, cửu hoàng tử lập tức lảo đảo một cái, thiếu chút đã ngã sắp xuống. Tình huống như thế nào? Thanh âm góp phần trợ uy của đám người bên ngoài lập tức ngừng lại, dường như có dấu hiệu muốn lật bàn A. Cửu hoàng tử ổn định thân thể, nhìn lại về phía la cẩm đường, cao mày nói. Cô vương nặng hơn trăm vạn cân, lại vận chuyển bí lực, lại tăng thể trọng lên gấp trăm lần, người lại có thể làm ảnh hưởng đến cô vương hay sao? Phốc, không ít người giật mình phun ra, nặng hơn trăm vạn cân. Người còn là người hay sao? Lang Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái, cửu hoàng tử dung hợp hắc thiết biển sâu, có thể nói xương cốt trong cơ thể đã được hắc thiết biển sâu thay thế. Mà hắc thiết biển sâu có mật độ cao đến kinh người, bởi vì lúc nào cũng ở trong áp lực của biển sâu, lại trải qua mấy trăm hơn ngàn năm, đương nhiên sẽ bị ép lại cực kỳ kinh người. Trên lý luận mà nói, hắc thiết biển sâu là thứ mà dùng sức người không có khả năng đạt được bởi vì đáy biển sâu như vậy không có người nào có thể đi tới chỉ có bản thân thiên địa xảy ra biến hóa khiến cho thương hải hóa thành tăng điền lúc này mới có khả năng khiến cho hắc thiết biển sâu hiện thế mà thôi có chỗ kỳ quái là la cẩm đường lại có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của cửu hoàng tử cho nên mới khiến cho người ta chấn kinh la cẩm đường mỉm cười nói muốn tại hạ làm chấn động tới điện hạ tự nhiên độ khó sẽ rất cao nhưng mượn nhờ lực lượng của bản thân điện hạ thì lại không khó làm được lăng hàn nghe xong đã sợ bởi vì la cẩm đường đã bắt được quy luật nhịp đập của cửu hoàng tử cho nên chỉ cần sử dụng lực lượng cực nhỏ là đã có thể làm ảnh hưởng đến cửu hoàng tử đây chính là cái gọi là tứ lạng bà thiên cân cũng là một loại tần suất công kích lăng hàn không khỏi nhìn về phía la cẩm đường đây là người thứ nhất mà hắn từng gặp sử dụng tần suất để công kích chuyện này khiến cho hắn nổi lên mấy phần hiếu kỳ cũng có suy nghĩ muốn luận bàn một chút Cửu hoàng tử trầm ngâm một hồi rồi mới nói: Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra biện pháp đối phó với cô vương, không đơn giản. Điện hạ đã khen ngợi rồi, La Cẩm Đường hơi khom người một cái, rất là khiêm tốn. Nhưng như thế mà đã muốn đánh bại cô vương, cũng quá ngây thơ ha. À. Cửu hoàng tử lần nữa giết ra, La Cẩm Đường đã tính trước kỹ càng. Ngay khi cửu hoàng tử giết tới gần thì hắn đã đưa tay ra gẩy một cái, dùng sức vừa đúng ba. Cửu hoàng tử lần nữa bị đánh cho một cái lảo đảo thế công biến mất bản thân cũng có vẻ tương đối chật vật hắn cũng không đoạt công chỉ yên tĩnh đứng nhìn trên thực tế xương cốt của cửu hoàng tử chính là do hắc thiết biển sâu tạo thành khiến cho lực phòng ngự của hắn cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ dù là ăn mấy quyền mấy trưởng cũng đều điềm nhiên như không có việc gì cho nên la cẩm đường dứt khoát không trực tiếp công kích đối phương cứ để cho tự mình cửu hoàng tử vô cùng chật vật đi lăng hàn thì sờ lên cầm, đối mặt với dạng phòng ngự này của cửu hoàng tử hắn sẽ phải giải quyết như thế nào a à? tần suất công kích có thể. Chỉ cần hắn dùng tần suất công kích như vậy để đả kích, vật có cứng tới mấy thì cũng sẽ bị phá hủy. Từ lý luận mà nói, cho dù là tiên kim thần thiết, đối mặt với tần suất công kích cũng sẽ có một ngày tan giã. Chỉ là chuyện này cần thời gian rất lâu rất lâu, lâu đến mức cho dù là khi lang hàn chết già cũng không thể chờ được. Ở một mặt khác, dùng tần suất công kích nện xuống, nắm đấm của bản thân cũng cần va chạm, như vậy rất có thể nắm đấm của mình sẽ bị nát trước tiên. Dùng cường độ thể phách của cửu hoàng tử, muốn đả thương hắn, thậm chí là đánh chết, cần phải công kích rất lâu. Cho nên, vì lý do hiệu suất, cho nên vẫn dùng thiên văn ngọc thì tốt hơn. Dùng vận tốc gấp 9 lần âm thanh đánh ra vật nặng vạn cân. Vừa nện vào, cho dù toàn thân cửu hoàng tử đều là do hắc thiết biển sâu tạo thành thì cũng vô dụng, nhất định sẽ bị ném thành một lỗ thủng, thậm chí còn bị nện đến vỡ nát. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, cửu hoàng tử lại liên tiếp kinh ngạc. Hắn bị la cầm đường phát hiện ra sơ hở, vừa động thủ thì lại bị chấn lùi lại, liên tiếp tới gần đối phương cũng không có cách nào làm được, làm sao nói tới thủ thắng cơ chứ. Dù là thể phách của hắn mạnh mẽ, như vậy chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngại, thế nhưng đường đường là hoàng tử, không ngừng biểu diễn việc bị quảng ra ngoài, đây là chuyện mất mặt cỡ nào cơ chứ. chương 3877, Hồng Thiên Bộ đến 1. Cửu hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đập ra. La cẩm đường lặp lại chiêu cũ, lại phất ra một trường, Muốn khiến cho cửu hoàng tử lần nữa ngã sắp xuống. Thế nhưng tay mới vừa duỗi ra, hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy trên nắm tay đã xuất hiện vết máu. Hắn nhướng mày, rõ ràng không nhìn thấy cửu hoàng tử xuất thủ, thế nhưng sao hắn lại bị thụ thương cơ chứ? Nếu không, bất kể là cửu hoàng tử đưa tay, nhấc chân, thậm chí từ bên trong miệng phun ra công kích thì hắn đều có thể đề phòng, khiến cho bản thân không trúng chiêu. Oanh, cửu hoàng tử đánh ra một quyền, là cẩm đường vội vàng lui lại. Hiểu rồi, La Cẩm Đường gật gật đầu, đây là cửu hoàng tử lợi dụng khiếu huyệt mở ra để phát ra công kích với hắn, cho nên không cần đưa tay nhấc chân, bên trong huyệt vị đã có bí lực bắn ra, công kích sẽ trở nên quỷ thần khó lường. Đây coi như là ăn gian hay sao? Chỉ có đạt tới khai khiếu cảnh thì mới có thể mở ra huyệt vị trên người, chỉ là cửu hoàng tử vẫn áp chế lực lượng, ở trong phạm vi minh văn cảnh mà thôi. Cẩm đường, tiếp tục đánh, lão giả bên cạnh đột nhiên mở miệng, la cẩm đường gật gật đầu, vận dụng thủ đoạn của khai khiếu cảnh thì như thế nào cơ chứ? Chỉ coi như là đối phương lại có thêm một môn thần thông, hắn vô địch, quét ngang cùng dai thì sợ cái gì cơ chứ? Giết, cuối cùng hắn cũng nghiêm túc, trong hai mắt tản mát ra thần quang, khí thế cả người cũng trở nên không giống bình thường nữa. Trên người hắn lần nữa nổi lên chiếc chuông, thế nhưng lần này lại ra chỉ nửa văn tự cổ xưa, rõ ràng chỉ có nửa văn tự, thế nhưng lại tản mát ra khí thế cực kỳ bàng bạc, dường như toàn bộ trời xanh đều phải cúi đầu trước hắn. Cửu hoàng tử đánh ra một quyền, la cẩm đường không tránh không né mà liều mạng cùng hắn. Phanh, nắm đấm của hai người va vào nhau, kim trung khẽ run lên, không có bị cửu hoàng tử hút đi năng lượng nữa. La cẩm đường lại giống lên một tiếng, triển khai phản kích mãnh liệt, phanh, 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 hai quyền của hắn liên tục chấn động, ẩm ẩm công kích về phía cửu hoàng tử. Dạng phương thức đánh nhau này rất hợp với khẩu vị của cửu hoàng tử, hắn cười ha hả, không chút né tránh việc liều mạng cùng với đối phương. Nhưng qua mấy chục kích, sắc mặt cửu hoàng tử lại kịch biến, trên hai tay đã có máu tươi chảy ra. Thời gian, không giờ, không không, cửu hoàng tử đã bị thụ thương. ở dưới tình huống chính diện liều mạng không ngờ lại khiến cho cửu hoàng tử có lực phòng ngự mạnh mẽ không địch lại được mà thụ thương. trời ạ, à, chuyện này cũng quá khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được a. À. thừa nhận, la cẩm đường không còn điên cuồng, hắn thong dong mà lạnh nhạt, kim trung hộ thể cũng đã biến mất, nhất là nửa văn tử cổ xưa kia. sau khi nó biến mất. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người mới biến mất, khiến cho mỗi người đều cảm thấy hít thở lại bình thường. Cửu hoàng tử còn có lực tái chiến, nhưng mà phòng ngự cường đại nhất đã bị người ta phá, cho dù có tái chiến thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lại nói, hắn đã dùng tới thủ đoạn của khai khiếu cảnh, nếu lại dây dưa tiếp quả thật quá là mất mặt. Hắn gật gật đầu với La Cẩm Đường, quay người rời đi, không còn mặt mũi nào nói lời xã giao gì nữa. Lăng Hàn Hiếu Kỳ nói, "Lai Lịch Văn Tử kia là gì vậy?" Có lẽ tổ tiên của hắn không phải là nhân vật tầm thường, đây là một loại đạo kế thừa, có thể mượn dùng một chút đạo ý của người kia. Đại Hoa lên tiếng trước, tứ Hoa ngũ Hoa thì rất là phiền muộn, các nàng bị cướp mất lời. Hai đứa trẻ lấy lại tinh thần, chuẩn bị nói tới một chút vật khác thì chỉ nghe Lục Hoa lại nói. Loại kế thừa đạo Pháp này nhất định phải là tên của tổ kia không có tử vong. Như vậy hậu đại may mắn mới có thể thu hoạch được năng lực như vậy, giống như là một môn thần thông vậy. Dựa vào, lại bị cướp mất lời tứ oa và ngũ oa càng thêm phiền muộn ngay cả đại hoa muốn nói một tiếng cũng không tầm thường như vậy nhất định tổ tiên của la cẩm đường rất phi phàm mấu chốt là đại nhân vật như vậy thế mà còn sống lang hàn thầm so sánh ở trong lòng mình có thể có năng lực phá giải thứ này của đối phương hay không văn tử cổ kia thật sự rất là đáng sợ khiến cho hắn có một loại cảm giác không muốn đối mặt cha người không cần để ở trong lòng nhị hoa an ủi nói loại đạo pháp kế thừa này tương đương với việc có được một chút huy áp của cổ tổ quả thực sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bất luận kẻ nào vẫn là nhị hoa là chi kỳ của hắn hơn nữa thức tỉnh đạo pháp cổ tổ truyền thừa như vậy chỉ ít cũng phải là minh văn cảnh mới có thể xuất hiện minh văn ở bên trong tạng khí đạo hợp thành pháp tướng như vậy mới có thể có thể dẫn động đạo pháp truyền thừa nằm ở trong cơ thể cho nên đây là thủ đoạn của minh văn cảnh tam hoa cũng nói lăng hàn a à một chút mình còn không có bước vào minh văn cảnh thiếu một loại thủ đoạn công phòng, trời sinh đã đứng ở vị trí yếu thế hơn. Chỉ là, nếu như hắn và La Cẩm Đường bộc phát chiến đấu sinh tử chiến thì sao? Vậy đối phương sẽ không áp chế tu vi, cũng sẽ không cất dấu văn tự cổ mà không dùng. Đúng vậy, trực tiếp dùng thiên văn ngọc giải quyết, đơn giản mà thô bạo. Lúc này La Cẩm Đường mới ngồi xuống, bắt đầu trị liệu tổn thương trên tay, một bên thì tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Có người muốn chiếm tiện nghi, kết quả một chiêu đã bị đánh bại. Sĩ khí của mọi người đều cực kỳ xa sút Chẳng lẽ thật sự không có người nào có thể áp chế nổi La cầm Đường hay sao? Vậy sau này học viện Đế Đô còn hỗn thế nào nữa a, à? có ai sẽ còn tiến vào học viện nữa chứ? Lăng Hàn chuẩn bị lên, có một chút chuyện quan điểm giữa hắn và Trần Phong Viêm là nhất trí. Đó chính là càng là loạn thế thì càng cần đoàn kết, ngưng tụ lực lượng, bằng không nếu như năm phe bảy phái sẽ chỉ bị người ta tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Cho nên, hắn không thể để cho La Cẩm Đường phá hỏng hiện trạng của Huyền Bắc quốc hiện tại. Ừm hắn vừa muốn từ trên cây nhảy xuống thì lại bỗng nhiên ngừng lại, nhìn lại về phương xa. Chỉ trong nháy mắt đã thấy một tên nam tử dáng người thon dài nhẹ nhàng đi đến, giống như cưỡi gió, cực kỳ tiêu sái. Hồng Thiên Bộ, Hồng Thiên Bộ trở về rồi. Là Hồng Thiên Bộ, những người khác cũng phát hiện ra, không có người nào mà không nhao nhao kêu lên. Hồng Thiên Bộ đã đến, nhất định có thể đánh bại người này. Hồng Thiên Bộ, nhất định có thể làm được. mươi 3878, Hồng Thiên Bộ đến 2. Tất cả mọi người đều tràn ngập lòng tin đối với Hồng Thiên Bộ, đây là một thần thoại bất bại, hơn nữa tu vi còn trên lăng hàn, đương nhiên càng khiến cho người ta tín nhiệm hơn nhiều. Hồng Thiên Bộ nhanh chân đi đến, người ở hai bên nhau nhau tránh ra, để hắn thong dong đi qua. Ánh mắt La Cẩm Đường sáng lên, "Đứng, Hồng Thiên Bộ, ta sẽ chờ ngươi một giờ." Hồng Thiên Bộ đứng lại, hai tay thả lỏng về phía sau, chỉ là một động tác như vậy lại tựa như núi cao chỉ có thể nhìn lên. La Cẩm Đường gật gật đầu, nói: được, lão giả bên cạnh hắn không khỏi thở dài ở trong lòng, hắn biết rõ trong lần thứ nhất hai người giao phong, La Cẩm Đường đã thua. La Cẩm Đường đồng ý nghỉ ngơi một giờ, hiển nhiên đã cho rằng hắn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, rất khả năng sẽ không phải là đối thủ của Hồng Thiên Bộ. Đây là biểu hiện của việc không có tự tin, thế nhưng lão giả cũng không thể không đồng ý, quả thực người trẻ tuổi trước mặt này rất xuất sắc, khiến cho hắn cũng không nhịn được nổi lên tâm tư ái tài. Rõ ràng không phải là thần thể, lại làm cho hắn càng xem trọng. Theo hắn thấy, thân thể chỉ là trời sinh chiếm ưu thế, nhưng con đường võ đạo dài rằng dặc càng quan trọng hơn lại ngộ tính, cơ duyên, lòng tin và sự cố gắng. Hồng thiên bộ này vừa đến, ở bên trên phương diện khí thế đã đẻ nén la cẩm đường, dù là thực lực của hai người tương đương. Thế nhưng nếu muốn đánh, la cẩm đường đã thua ba phần. Người trẻ tuổi này, có một loại xu thế, giống như thiên địa cũng phải đứng ở một bên. Toàn trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh, cũng đang chờ đợi la cẩm đường khôi phục lại sau đó đánh với hồng thiên bộ một trận lại bị thảm bại kết thúc một cách hoàn mỹ lăng hàn phát động nhãn thuật nhìn sang chỗ hồng thiên bộ xương cốt màu trắng nói rõ hắn ta đã đột phá lục cốt cơ thể có sáu đạo minh văn nói rõ hắn đã đạt đến lục văn còn nữa trên người hắn lại có ba mươi mấy điểm sáng giống như tinh quang lăng hàn giật mình khai khiếu cảnh tiến cảnh của hắn mạnh mẽ mà tiến cảnh của hồng thiên bộ cũng không chậm đã là tồn tại khai khiếu cảnh hả ngay khi lăng hàn đang dò xét hồng thiên bộ hồng thiên bộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang về phía hắn ánh mắt của hai người chạm nhau có khí thế như lợi kiếm tấn công hồng thiên bộ cười nhạt một tiếng thu hồi ánh mắt dường như đối với lăng hàn chẳng thèm mó tới xem ra hôm nay tránh không được việc phải đánh một trận rồi lăng hàn thì thảo nói thế nhưng trên mặt lại hiện lên chiến ý mãnh liệt hắn vẫn muốn chiến một trận cùng hồng thiên bộ nhưng tranh lệch cảnh giới giữa hai người quá lớn, hắn xuất thủ thất bại. Nhưng lần này thì khác, hắn có tuyệt đối công bằng. Vấn đề là 10 phút đồng hồ đủ không? Cha, người này rất cổ quái." Nhị Hoa cũng nhìn sang, nói, "Trên người người này có một loại năng lượng kỳ quái, ân, hẳn là gần đây mới đạt được, rất cường đại, cũng rất không ổn định. Càng có một loại tà tính không có cách nào hình dung được." Lang Hàn biết rõ Hồng Thiên Bộ luôn thăm dò các loại di tích cổ, đây cũng là nguyên nhân đối phương đạt được cơ duyên. Thế nhưng nhị hoa còn nói tràn ngập tà tính, vậy cũng không biết chuyện này đối với Hồng Thiên Bộ mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện thì một giờ cũng đã lặng lẽ trôi qua. Hồng Thiên Bộ, đến đây chiến, la cẩm đường lớn tiếng nói, trải qua thời gian dài như vậy, chẳng những hắn đã điều chỉnh trạng thái thân thể cho tốt mà cũng điều chỉnh xong tâm tính. Hồng Thiên Bộ thì như thế nào chứ, hôm nay để cho hắn phá vỡ thần thoại bất bại của đối phương A. Hồng Thiên Bộ thì bình tĩnh cực kỳ, thản nhiên nói. Được, oanh, trên người hắn có tinh quang chấp động, đây là do hắn mở ra khiếu huyệt, cầu thông thiên địa sinh ra sự cộng minh. Ta là khai khiếu cảnh, tự phong đến minh văn, nói xong, tinh quang trên người hắn lập tức trở nên phai nhạt. La cẩm đường biến sắc, vẻ mặt nhất thời có chút gợn sóng. Thời gian, không giờ, không không, hồng thiên bộ chỉ mới 25-26 tuổi, tương tự với hắn, nhưng ở bên trên cảnh giới đã vượt lên trên hắn một mảng lớn. Từ điểm đó mà nói, cho dù Hồng Thiên Bộ không áp chế tu vi thì hai người cũng có thể xem như công bằng chiến một trận. Ai bảo thiên phú của ngươi không được, tốc độ tu luyện chậm cơ chứ? Nhưng đối phương dựa vào cái gì mà có tiến cảnh nhanh chóng như thế chứ? Nếu nói trong lao tù không có bảo thụ dị thảo gì đó, quả thực rất có ảnh hưởng. Thế nhưng bên ngoài bởi vì quan hệ hoàn cảnh thiên địa mà cũng không có bao nhiêu bảo quả dị thảo, gia hỏa này dựa vào cái gì mà siêu việt mình cơ chứ? địa phương có võ đạo rất lại phía sau làm sao lại toát ra loại yêu nghiệt như thế này cơ chứ? La Cẩm Đường hít một hơi thật sâu, đè tạp niệm trong lòng xuống, nói: xin chỉ giáo. Hồng Thiên Bộ cười nhạt một tiếng, chân bước ra một bước, một ngón tay điểm ra, ấn về trán của La Cẩm Đường. La Cẩm Đường không khỏi có chút giận dữ, người cũng quá xem thường ta a. À. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân đã trồi lên một chiếc chuông vàng, hiện lên rất nhiều ký tự, nhưng cũng không có nửa văn tự cổ kia một ngón tay của hồng thiên bộ điểm xuống ba kim trung bị đập nát cái gì la cẩm đường im lặng thốt lên bên trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thế này cũng quá mức rồi a à. hắn ngạc nhiên lùi lại mà hồng thiên bộ cũng không có thừa thắng truy kích chỉ thản nhiên nói dùng chiêu thuật mạnh nhất của ngươi ra nếu không ngươi không cản được ba chiêu của ta đâu phần tự tin này phần bá khí này máu trong người đám người bên ngoài lập tức bị nhen nhóm không có người nào mà không hưng phấn cùng nhau hô to Ngoại trừ thánh hoàng gia, bọn hắn còn có hồng thiên bộ, còn có lăng hàn. La cẩm đường không thể không chịu phục, đối phương chỉ nhẹ nhàng dùng một ngón tay đã đánh nát phòng ngự từ kim trung của hắn. Người này so với cửu hoàng tử không biết mạnh hơn bao nhiêu, không vận dụng thần thông, chỉ là một ngón tay mà thôi. Hắn lập tức toàn lực ứng phó, huyết khí đã sôi trào, mà kim trung tái hiện, nửa văn tự cổ tăng thương trồi lên, giống như vượt qua thời không, có một loại ý chí vô thượng đang lưu truyền. Lúc này hồng thiên bộ mới có chút nghiêm túc, nhưng vẫn cực kỳ tự tin, hai tay chắp ra sau lưng, tựa như trưởng bối đang chỉ điểm tiểu bối vậy. La Cẩm Đường mang theo Kim Trung đánh tới, bỗng nhiên miệng hét lớn một tiếng, Kim Trung hộ thể từ đỉnh đầu của hắn bay lên, sau đó hướng về phía hồng thiên bộ mà đánh tới. Ồ, thế này cũng được hay sao? Trường 3879, người không xứng để đặt song song với ta. Đây không phải là thứ dùng để hộ thể phòng ngự sao, sao hiện tại lại giống như biến thành vũ khí vậy chứ? Kim Trung phủ xuống đầu hồng thiên bộ, nửa văn tự cổ tản mát ra khí tức chân áp vạn cổ. Tốc độ bao phủ xuống cũng không nhanh, nhưng cho dù ai có được tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh cũng đừng hòng trốn được. Nguyên nhân là ở trên người nửa văn tự cổ này, khiến cho người ta căn bản không nhấc nổi suy nghĩ tránh né. Hồng Thiên bộ cười một tiếng, nói, nếu thực sự là vì tiền bối này xuất thủ, như vậy ta chỉ có thể chờ bị nghiền nát mà thôi. Thế nhưng ngươi chỉ là minh văn cảnh, lực lượng mượn tới này lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Khai khiếu A khi ta còn là minh văn cảnh đã có thể quét ngang tất cả khai khiếu, ở trước mặt ta, thứ này tính là cái gì chứ? Hắn xuất trưởng trong lòng bàn tay có một đoàn quang diễm chấp động, xuất thủ cực nhanh, không chờ mọi người nhìn thấy rõ ràng thì một trưởng này đã đặt ở trên kim trung. Ba một cái, kim trung đã bị đánh rách, hít, cho dù là ra chỉ nửa văn tự cổ cũng như thế, chiến lực của Hồng Thiên Bộ này cũng quá kinh khủng a à. Lăng Hàn vận chuyển nhãn thuật, nắm bắt được dấu vết để lại, hắc có chút chấn kinh, lại nhìn lại về phía nhị hoa có chút không thể tin được nhị hoa gật đầu nói đó chính là một con mắt a à, bên trên tay của người kia có một con mắt lớn a à. chẳng lẽ là phá đê tộc hai ai của phá đê tộc dài rủ xuống chấm đất không phải có dáng vẻ dài như vậy a à? kia là lục nhãn tộc mặc dù mắt của lục nhãn tộc có thể sinh trưởng ở từng bộ vị trên thân thể nhưng toàn thân đều là màu lam chỉ có con mắt là màu xanh cũng không phải các anh em hồ lô mở cuộc thảo luận nhưng không có hình thành kết luận thống nhất gì cả nhị hoa lắc đầu đó là con mắt của một hung thú thái cổ cái gì sau đứa trẻ còn lại cùng kinh hô kêu lên trên năm khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện lên vẻ không thể tin đương lục hoa thì không tính hung thú thái cổ cao cao tại thượng cỡ nào a à? cho dù chết hoặc là đi tinh không chi mộ hoặc là tự thiêu thi thể tuyệt đối không có khả năng để lại cho hậu nhân đại hoa lắc đầu nhị hoa thì bổ sung ta còn chứng kiến trên ánh mắt kia có một đạo vết kiếm bị thương rất sâu lão nhị ý của ngươi là có một đầu hung thú thái cổ bị cường giả chém bị thương một con mắt cũng bị móc ra sao tứ hoa kinh hô có thể đánh cho hung thú thái cổ trọng thương tồn tại như vậy trong toàn bộ tinh vũ hẳn cũng không có mấy người a à. ngũ hoa cũng hô to gọi nhỏ theo nhị hoa gật đầu nếu không phải như thế sao khai khiếu cảnh này lại có khả năng trưởng khống một con mắt của hung thú thái cổ cơ chứ đương nhiên là bởi vì con mắt đã thụ thương mới có thể để cho hắn ta dung hợp a ngay lúc mấy đứa trẻ nói chuyện, Hồng Thiên Bộ đã triển khai phản kích, không có văn tự cổ ra trì, thực lực của La Cẩm Đường cũng chỉ miễn cưỡng có thể so sánh được với Khai Khiếu Cảnh Sơ Kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồng Thiên Bộ. Chỉ sau mấy chiêu, hắn đã bị đánh bại, không có một chút ngoài ý muốn nào. "Ta thua." La Cẩm Đường thở dài, "Ta đã nghe qua Đế Đô có Song Kiêu, Hồng huynh chính là yêu nghiệt áp thiên, trước khi chưa chiến đấu tại Hạ còn chưa tin." Thế nhưng sau trận chiến này, tại Hạ đã tâm phục khẩu phục. Hồng Thiên bộ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Lăng Hàn. "Song Kiêu, ha ha, ai phong, ai có tư cách đặt song song cùng với Hồng Ngỗ cơ chứ?" Hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Hàn nói, "Lăng Hàn, ngươi cho rằng có thể đặt song song cùng Hồng Ngỗ hay sao?" Thanh âm sáng rõ, rõ ràng không phải quá vang dội, thế nhưng lại vang vọng trong trái tim của mỗi người. "Đây là một loại bá khí không có cách nào hình dung, ngươi xứng đặt song song cùng ta hay sao?" "Phải biết rằng" trước đó lăng hàn nhiều lần đánh bại thiên tài yêu tộc thiên phú thực lực đã được công nhận cho nên mới có danh xưng đế đô song kiêu trước kia hắn chỉ là được xưng là hồng thiên bộ thứ hai mà thôi hiện tại hồng thiên bộ ở trước mặt mọi người chất vấn lăng hàn xứng đặt song song cùng hắn sao nên trả lời như thế nào ha? nếu như trả lời là có như vậy hồng thiên bộ sẽ phát ra khiêu chiến lăng hàn ứng chiến như thế nào đây hắn mạnh hơn đi chăng nữa thì sao có thể là đối thủ của khai khiếu cảnh cơ chứ muốn hồng thiên bộ tự phong tu vi nói dẫn sao người đặt song song với ta còn muốn ta áp chế tu vi sao thế nhưng không thể im a à, không quản là nguyên nhân gì tóm lại không thể thừa nhận không bằng hồng thiên bộ nếu không sau này không quản lăng hàn lấy được thành tựu lớn bao nhiêu thì một màn ngày hôm nay sẽ bị người ta nhớ kỹ nếu bị người ta nói ra hồng thiên bộ sẽ càng mạnh đây là đang bước lăng hàn thoái vị a à. lăng hàn mỉm cười hồng thiên bộ quả nhiên là hồng thiên bộ rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ thế nhưng lại dùng một loại đại khí để che giấu, khiến cho người ta không tìm ra được điểm nào có thể chỉ trích. Hắn nhảy xuống đất, nhanh chân đi về phía hồng thiên bộ, đứng ở trước người đối phương mười trường. Gió thổi qua, góc áo của hai người đồng thời chấn động, phiêu giật tuyệt trần. Quả thực, cái danh sưng song kiêu này không thích hợp. Lăng Hàn gật gật đầu, đám người nghe xong, đều nghĩ Lăng Hàn đã sợ hãi, tỏng lòng không khỏi lắc đầu. Cũng không thể trách hắn, Hồng Thiên Bộ đã bước vào khai khiếu cảnh, Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, đây gọi là bo bo giữ mình. Đúng vậy, lùi một bước trời cao biển rộng, giữ được núi xanh, không sợ không đốt củi A. Là không có củi đốt A đồ đần. Không ít người đều đồng ý việc Lăng Hàn tạm thời nhường nhịn, đại trưởng phu đương nhiên phải có được giãn được A. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Lăng Hàn lại làm cho tất cả mọi người thiếu chút đã ngã sắp xuống. Sao ngươi xứng đặt song song với ta được chứ? Sao ngươi lại xứng đặt song song cùng ta chứ? Câu nói này... Lăng Hàn có thể nói với chín thành chín người trong đế đô. Dùng tu vi, thiên phú võ đạo của hắn, còn có thành tựu kiệt xuất trên đan đạo, trận đạo. Người có thể đặt song song cùng hắn quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay.